Người quét chợ. Thầy nhắc chú Tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ. Dạ bạch thầy, con nhớ. Chú đáp: đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh. Chú chẳng biết sư thúc là ai, vị linh là ai. Trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt cạnh bàn tổ, chú chỉ thấy hai cái bài vị được viết bằng chữ Hán, chứ chẳng có hình ảnh gì cả. Vì thầy nhắc mãi nên chú không lúc nào quên. Vậy mà thầy cứ nhắc, nghe nhắc hoài. Ban đầu chú hơi bực mình, nhưng riết rồi cũng quen. Và khi chú rót trà cúng cho hai người đó, chú cũng làm như một cái máy chứ không suy nghĩ gì. Chùa chỉ có một thầy một trò nên thầy thương chú lắm. Và chú cũng quý kính thầy vừa như cha mẹ, vừa như thầy, và thỉnh thoảng như một người bạn đạo. Chú không có tên thế tục, chú chẳng hiểu lý do vì sao. Có lẽ vì chú sống ở chùa từ nhỏ nên thầy đã không đặt tên thế tục cho chú, mà chỉ đặt cho chú một pháp danh là Thanh Thị. Chú lớn lên ở trong chùa, quen với tên gọi mà thầy đặt cho chẳng thắc mắc gì. Nhưng đến khi được thầy dạy cho học chữ Hán, chú mới hiểu được cái tên đọc nghe như tên con gái của mình lại có một ý nghĩa kỳ cục, không được thanh nhã cho lắm. Nó có vẻ như được đặt ra để đánh dấu một kỷ niệm nào đó của thầy hoặc cho chính chú. Chú băn khoăn suy nghĩ mãi về ý nghĩa của cái tên mà mình đeo mang. Nhân lúc cùng thầy nhổ cỏ sau vườn chùa, chú hỏi: bạch thầy, sao thầy đặt tên con là Thanh Thị? Vì thầy thích đặt như vậy. Thầy chú thản nhiên trả lời: lâu nay con tưởng rằng chữ thị có nghĩa là đây, là như vậy, giống như chữ thị trong như thị, đích thị, hoặc chữ thị như trong biểu thị, thị hiện. Nhưng mới hôm qua nè, thầy viết tên con bằng chữ thị có nghĩa là chợ. Con rõ là tên con sao lại có cái nghĩa không được hay lắm. Thầy giải thích cho con đi thầy. Thầy nghiêm giọng nói: chỉ là tên gọi thôi, có gì mà phải bận tâm. Nhổ cỏ đi. Chú cúi xuống nhổ cỏ tiếp. Nhưng được một lúc chú lại hỏi: con biết đó chỉ là tên gọi thôi, nhưng tên gọi cũng phải nói lên một cái gì, một ý nghĩa gì chứ. Thì chợ cũng là một cái gì, một ý nghĩa gì rồi đó. Thầy đáp: con thấy chợ chỉ có ý nghĩa là dơ, là ồn ào, phức tạp, toàn xấu không. Con tìm ra được ý nghĩa nào hay đẹp trong đó. Khi thầy đặt tên con, chắc chắn là thầy có nghĩ đến một ý tưởng hay một hình ảnh gì đó về cái chợ, phải không? Bạch thầy. Nhiều chuyện quá. Thầy nói: nhổ cỏ đi. Chú im lặng nhổ cỏ, không dám hỏi nữa. Nhưng trong đầu óc chú bắt đầu nảy ra những suy tưởng, những phán đoán về sự đặt tên của thầy. Chú nghĩ năm nay chú đã 16 tuổi rồi. Có thể nói là chú đủ trưởng thành để nghe thầy kể về lai lịch của chú. Lâu nay mỗi lần chú hỏi đến vấn đề đó, thầy chỉ nói là chú chưa trưởng thành, chưa đến lúc cần biết. Nhưng dù thầy chẳng nói ra, chú cũng không đến nỗi ngu độn để không biết rằng chú là một đứa bé mồ côi. Ai cũng có cha mẹ, riêng chú không có. Cái thực tế đó làm gì thầy che giấu được. Nhưng tại sao lại đặt tên là thị, có nghĩa là chợ? Có lẽ cha hay mẹ của chú là người bán hàng ngoài chợ, hoặc là người chủ chợ. Nhưng ba mẹ chú đâu mà để cho thầy phải đặt tên? Cũng có thể mẹ chú đi ngang chợ thì sinh ra chú. À không, nếu mẹ chú sinh ra chú ở chợ thì cũng đem về nhà, và chú vẫn còn người mẹ đó, chứ chú đâu có mồ côi để cho thầy phải đặt tên. Hay là thầy lượm được chú ngoài chợ, đem về chùa nuôi cho đến ngày hôm nay. Chính vì kỷ niệm đó mà thầy đặt tên cho chú là thị, nghĩa là chợ. Dạ, bạch thầy. Chú không ngăn được nỗi háo hức tìm hiểu thân phận mình, lại mở miệng hỏi: gì nữa đây? Thầy không nhìn chú. Có phải con là đứa con rơi thầy lượm ở ngoài chợ đem về không thầy? Thầy: hoặc là để cùng cô ấy trốn đi xa, để khỏi mang tai tiếng cho gia đình cô ấy.
và cho chùa nữa. Nghĩa là để xé hoàng tục. Chưa biết sao bây giờ, huynh có cách gì hay hơn không? Hải Chấn ứa nước mắt, thương sư đệ mình gặp nghịch duyên đến phải bỏ đường tu, nhưng chẳng biết phải giúp bằng cách nào. Hải Chấn ngồi lặng thinh một dập. Hải Chấn nói: huynh chẳng biết cách nào hết, mong đệ tha thứ cho sự chậm lục của huynh. Huynh nghĩ chắc phải làm theo một trong hai cách mà đệ nêu ra thôi. Mà cho dù chọn giải pháp nào, huynh cũng xin lưu ý đệ một điều rằng đệ nên giải bỏ hình thức tăng sĩ trước khi... Đệ hiểu, đệ hiểu mà. Hai huynh đệ im lặng, mỗi người một dòng suy tưởng. Hải Chấn nhớ lại bao kỷ niệm mà thầy cùng Hải Thanh trải qua nơi ngôi chùa này từ thuở còn để chớp đến nay. Hải Thanh thông minh, nhanh nhẹn mà lại siêng năng, nên cái gì cũng vượt qua mặt sư huynh. Nhưng đến khi sư phụ sắp viên tịch, sư phụ lại giao trọng trách trụ trì cho Hải Chấn. Lúc đó Hải Chấn đã không nhận, vì cho rằng sư đệ vượt trội hơn mình quá nhiều. Hải Thanh cũng không chịu nhận chức trụ trì, còn sư phụ thì nhất quyết phải giao chức ấy cho Hải Chấn, dù Hải Chấn học hành chậm lục. Rốt cuộc Hải Chấn phải nhận. Giờ ra đi, sư phụ không nói gì nhiều ngoài việc khuyên răn hai huynh đệ nương nhau tu tập, và những lời cuối cùng của sư phụ đều nhắm vào Hải Thanh, cảnh giác Hải Thanh là không nên chú trọng vào sở kiến sở văn mà bỏ quên phần tu tập. Sau khi sư phụ mất, Hải Thanh thức tỉnh, nỗ lực hành trì không bao giờ chểnh mảng. Rồi một ngày, Hải Thanh bỗng phát nguyện quét luôn cả chợ thay vì chỉ quét sân chùa. Hải Chấn không ngăn cản chi hạnh nguyện của sư đệ mình, vì nghĩ rằng đó cũng là hạnh tốt thôi. Hải Thanh cho rằng hình ảnh người tu sĩ hiền lành nhẫn nại có mặt nơi phố chợ đông người sẽ cảm hóa và gây được tín tâm cho nhiều người. Ngoài ra quét chợ cũng là một cách tu luyện cho tâm được định tĩnh ngay giữa chốn náo động. Không ngờ chính hạnh nguyện cao đẹp đó lại đốn ngã Hải Thanh trong một nghịch duyên đau xót. Hải Thanh không ôn lại kỷ niệm xưa mà chỉ ưu tư vấn đề xảy ra trước mắt. Hải Thanh nhớ đến Thùy Linh, cô gái đã có mang với mình. Cô ấy rất đẹp và là một tiểu thư con của quan huyện. Với sự thông minh vốn có, lại thêm sự giúp, và Hải Thanh đi luôn, không trở lại. Hải Chấn bồn chồn lo lắng suốt cả ngày và đêm hôm đó. Sáng hôm sau, khi Hải Chấn ra giường thì thấy xác Hải Thanh nằm ở trước sân chùa, thân thể tím bầm vì bị đánh đập đến tắc thở. Hải Chấn đến khiếu nại với quan huyện, nhưng huyện đường đóng cửa, lính gác xua thầy về. Thầy đành ngậm ngùi chôn xác sư đệ sau vườn chùa, nghĩ rằng có làm to chuyện lên thì sư đệ nhắm mắt cũng không được yên. Hai tháng sau, Thùy Linh sinh hạ một bé trai. Nửa đêm nàng lẻn trốn khỏi dinh, mang con ra chợ, ngồi nơi sạp hàng mà ôn lại chuyện xưa khi nàng đi ngang đây và bắt gặp nhà sư quét chợ lạ kỳ. Nàng ngồi giữa trời sương cho đến sáng thì chết, tay vẫn còn ôm đứa bé sơ sinh đang khóc. Quan huyện lâu nay cố che giấu chuyện con gái mình, nhưng nay cái chết của Thùy Linh ngay giữa chợ đã làm cho câu chuyện nhanh chóng truyền đi. Ông bực dọc và căm giận đến độ sai lính treo bảng thông báo rằng ông đã từ đứa con trắc nết phá hoại gia phong, rằng ông không chịu trách nhiệm về cái chết của Thùy Linh, cũng như không chấp nhận đứa con của người quét chợ. Thông cáo của ông có vẻ như ngầm phán rằng đứa bé phải chịu chết giữa chợ đời, không ai được phép cứu nó. Vì uy quyền hống hách cũng như sự giận dữ của quan huyện, không ai dám mang đứa bé sơ sinh về nuôi. Người ta gỡ đứa bé ra khỏi vòng tay lạnh giá và cứng đờ của mẹ nó, rồi đặt nó nằm trong một chiếc nôi để giữa chợ, để chờ kẻ nào động lòng trắc ẩn đến mang nó đi. Những người đàn bà bán hàng ngoài chợ đã chăm lo sữa cho đứa bé suốt ngày đó, nhưng cũng không ai chịu nhận đứa bé về. Còn xác Thùy Linh thì được quấn sơ sài bằng một cái chiếu đặt ở gần đó. Đến chiều tối thì chuyện đến tai Hải Chấn. Thầy liền tức tốc ra chợ, ôm chiếc nôi nhỏ mang về chùa.
Còn xác Thùy Linh, thầy bảo những người Phật tử bán hàng ở chợ giúp đem về chùa chôn. Ấy vậy mà quan huyện không dám động đến Hải Chấn, vì cả nể đức hạnh và uy tín của thầy. Đứa bé được yên thân sống và lớn lên trong cửa chùa. Nước mắt ràn rụa trên hai gò má bầu bỉnh, chú Tiểu Thanh Thị quỳ xuống chân thầy. Tạ ơn thầy đã chứng minh cho chú thấy rằng việc quét chợ không có gì xấu, mà còn là một hạnh nguyện cao cả, chỉ có cha chú mới làm nổi. Nhưng sự cố gắng của thầy không mang lại kết quả gì. Chú vẫn không sao chấp nhận được hành vi quét chợ, cho dù thầy có khoác lên đó bao nhiêu ý nghĩa cao đẹp. Khi thầy quét chợ về, cất chỗ dưới bếp, chú đón lại thầy ngay ở bên thềm, năn nỉ: Con lại thầy, xin thầy đừng vì con mà phải nhọc đến thân tâm như vậy. Xin thầy đừng làm như vậy nữa, con không chịu nổi thầy ơi. Thầy không nói. Ngày mai thầy lại tiếp tục quét chợ, chú lại lạy lục xin thầy chấm dứt. Thầy kiên quyết: Ta chỉ ngừng khi nào con thực sự đốt cháy được cái mặc cảm và ý nghĩ cho rằng quét chợ là việc xấu hay thấp hèn. Con không thay đổi, sẽ không giải thoát, sẽ không tìm thấy an lạc cho dù đang khoác mặt tăng bào. Và nếu con không thay đổi, ta sẽ quét chợ cho đến khi nào ta nhắm mắt mới thôi. Thầy tiếp tục quét, Thanh Thị vẫn không thay đổi mà còn đau khổ hơn. Đến nỗi chú bỏ thầy mà đi, chỉ ghi lại vài dòng vắn tắt rằng chú muốn đi tham học ở phương xa. Chú đi xa, thật xa khỏi nơi chốn sinh ra và trưởng thành của mình, để xóa đi bao hình ảnh, bao ý nghĩ đau buồn về thân phận. Chú tìm tới nhiều vị thầy để học hỏi, nhưng không vị thầy nào đã thông được những mặc cảm của chú. Một hôm nghe đến danh tiếng của một vị thiền sư tên là Đại Ngốc, chú tức tốc tìm đến vị này để học đạo, vì chú hy vọng rằng ông ta cũng mang một cái tên không được tao nhã, có thể ông ta sẽ có thuốc hay để chữa căn bệnh mặc cảm của chú. Chú nghĩ có lẽ đằng sau cái tên của vị thiền sư này cũng mang một quá khứ, nếu không đau xót như chú thì cũng cay chua buồn cười chứ chẳng không. Thiền sư Đại Ngốc ẩn cư trong một âm tranh trên núi cao. Khi lên tới nơi, chú thấy một cái bảng nhỏ treo trên một thân cây: Đại Ngốc Am. Chú bước vào đảnh lễ thiền sư, hỏi ngay: Bạch thầy, làm sao có thể gột bỏ được một danh từ chỉ đem lại cho mình những buồn phiền khổ đau? Nó chỉ là một cái tên gọi giả tạo, cần gì phải gột bỏ? Nhưng rõ ràng là nó đeo bám và gợi lên bao điều đau xót cho con từ nhiều năm nay. Đeo bám chỗ nào, gợi lên cái gì, ở đâu, nói ta nghe. Thanh Thị hốt nhiên giác ngộ lẽ sinh diệt huyển hóa của muôn sự muôn vật, liền sụp lại thiền sư mà về. Chú đi ngày đêm không dừng nghỉ, những mong về quỳ dưới chân thầy mà sám hối. Từ 2 năm nay rồi, khi Thanh Thị bỏ chùa mà đi, thầy Hải Chấn cứ mang chổi ra quét sân chùa, rồi quét luôn tới chợ. Ban đầu thầy quét chỉ để thức tỉnh Thanh Thị, nhưng khi quét, thầy cảm nhận được nhiều ý nghĩa cũng như công dụng tu tập ngay trong chính sự quét chợ đó. Thầy tập trung tâm mình vào từng động tác quét, lắng nghe tiếng chổi khua nhẹ trên đất, nhìn ngọn chổi dờn trên cỏ rác, không phút giây nào mà không lắng lòng vào việc quét, đến độ thầy với cây chổi chỉ là một. Vì vậy âm thanh náo loạn của chợ búa không ảnh hưởng, không tổn hại đến tự tâm thanh tịnh của thầy. Chính trong loạn động, thầy tìm thấy sự tịch lặng, và thầy có thể an lạc trong chính việc quét chợ tầm thường hàng ngày. Trong khi đó, hình bóng của thầy, việc quét dọn của thầy giữa chợ đời cũng làm cho khu chợ sạch sẽ hơn, bớt huyên náo xô bồ, và người ta cũng bớt cạnh tranh cãi vã nhau. Mỗi lúc thấy thầy quét đến chợ, người ta bỗng dưng giảm chuyện nói năng, có nói thì nói nhỏ giọng xuống.
đức độ của thầy làm thay đổi không khí chợ một cách rõ rệt. Hôm nay thầy đang quét đến giữa chợ, bỗng có người nắm lấy cây chổi của thầy, nói với giọng cung kính: Bạch thầy, thầy hãy về nghỉ ngơi để con quét thay thầy. Thầy ngưng tay ngước nhìn và thấy Thanh Thị, khuôn mặt chú ấy không còn dấu vết của mặc cảm, khổ đau và phiền não. Thầy mỉm cười trao chổi cho chú quét, và thầy bước theo chú từng bước chậm. Từ đó, cứ mỗi sáng, người ta thấy hai thầy trò tu sĩ cùng quét đường, quét chợ. Bóng dáng họ xuất hiện nơi đâu, sự an lạc lan tỏa ra đến đó. 2 năm sau, thầy Hải Chấn viên tịch. Trước khi từ giã cuộc đời, thầy gọi Thanh Thị đến bên thiền sàng, trao cho Thanh Thị cây chổi mà thầy thường dùng để quét chợ hàng ngày. Đời thầy mấy mươi năm học đạo, không ngờ đến tuổi xế chiều mới tìm thấy được đạo lớn từ cây chổi tầm thường này. Đây là tất cả công phu và ý chí của thầy. Con hãy giữ lấy mà đi cho trọn con đường của con. Nói rồi thầy hóa. Thanh Thị cất cây chổi đó trong phòng riêng của mình như một kỷ vật ghi lại hình ảnh cao đẹp của cha, của mẹ và nhất là của thầy mình. Sáng hôm sau, Thanh Thị vẫn cứ quét chợ. Người ở chợ thấy Thanh Thị quét một mình thì biết rằng thầy Hải Chấn đức độ khả kính của họ đã mất. Thanh Thị quét chợ cho đến tuổi già, mấy mươi năm không hề sao lãng. Bây giờ Thanh Thị đã trở thành một vị hòa thượng đạo đức thanh cao, nổi tiếng với cây chổi và hạnh nguyện quét chợ. Hải Thanh quét chợ 6 năm, Hải Chấn quét chợ 4 năm, riêng Thanh Thị thì quét chợ đến 60 năm. Bao khuôn mặt mới có cũ có thay nhau ngồi bán hoặc đi mua sắm ở khu chợ, không ai mà không biết đến Thanh Thị quét chợ. Hình ảnh Thanh Thị đã trở nên quen thuộc và gắn liền với khu chợ, khiến cho mọi người nảy ý lấy tên vị hòa thượng này để đặt tên cho khu chợ: chợ Thanh Thị, một cái chợ sạch. Ngày Thanh Thị ngưng quét thì tuổi đã 84. Ngày ấy bầu trời u ám, ngoài khu chợ cỏ rác đầy mà chẳng thấy tâm dạng Thanh Thị đâu. Chợt nghe chuông chùa dẫn lại 3 hồi buồn bã. Mọi người ở khu chợ bỗng xa lệ vì biết rằng vị hòa thượng già mang tên Thanh Thị sẽ không bao giờ cầm chổi ra quét chợ này nữa. Cả người bán lẫn khách mua đều sụt sùi khóc. Nghề đuổi quạ, tác giả Vĩnh Hảo. Theo quy chế của nhà chùa, sa di, danh từ gọi chung cho các chú tiểu, được chia làm 2 hạng. Hạng thứ nhất, tuổi từ 7 đến 12, gọi là sa di khu ô. Hạng thứ hai, tuổi từ 13 đến 19, gọi là sa di ứng pháp. Hạng thứ hai được coi như đã thuần thục nhờ trải qua một thời gian tập sự trong chùa. Phần khác vì ở trong lứa tuổi phát triển hoặc sắp trưởng thành nên có thể giúp cho chùa nhiều việc quan trọng như tưới cây, quét dọn, lau chùi, làm việc đồng áng nếu chùa ở vùng quê, tụng kinh tiếp khách khi thầy đi vắng, vân vân. Chữ ứng pháp có thể hiểu nghĩa đen là có khả năng thích ứng, thực hiện nhiều pháp sự trong chùa. Còn hạng thứ nhất, sa di khu ô, theo nghĩa đen thật là đen thì chỉ là sa di đuổi quạ, là vì ở cái tuổi quá nhỏ, các chú tiểu ở hạng này không vác nổi cái chổi cao hơn mình, không xách nổi thùng nước nặng bằng mình, không giơ nổi cây cuốc dài gấp đôi thân hình mình. Cái gì cũng không nổi, không xong, thì chỉ còn cách chi phiên các chú đuổi quạ, đuổi chim, không cho chúng ăn phá thóc lúa, đậu mè, hoa quả của vườn chùa. Công việc duy nhất và dễ nhất cho các chú hằng ngày là như vậy, cho nên gọi các chú là sa di khu ô, cũng gọi là sa di đuổi quạ.
Các thầy trụ trì khi nuôi các chú tiểu ở lứa tuổi khu ô biết rằng các chú không làm được việc lớn nên phải kiếm chút việc nho nhỏ nào đó mà giao cho các chú để các chú khỏi ở không. Điều đó chẳng phải là chèn ép gì các chú, vì đuổi quạ cũng giống như chơi đùa, chẳng mệt nhọc chi hết, mà cũng là một trong những sự trau luyện của thiền môn đó thôi. Thứ nhất, sự làm việc của các chú, dù là việc nhỏ, cũng được xem như những đóng góp vào chuyện chung của chùa, để các chú khỏi mang tiếng ngồi không mà ăn cơm bá tánh. Thứ hai, cách chia công việc cho các chú cũng là cách tập cho các chú có trách nhiệm đối với công tác mà chùa giao phó. Cứ theo quy chế nói trên mà xét, thì lẽ ra không có những chú tiểu ở tuổi từ 4 đến 6 mà nhỏ nhất cũng phải là 7 tuổi. Có lẽ hồi xưa quy chế đó được áp dụng, nghĩa là chỉ nhận cho xuất gia những chú từ 7 tuổi trở lên. Còn thời nay, người ta thấy ở nhiều chùa sự có mặt của các chú tiểu ở lứa tuổi dưới 7. Điển hình là chú Hiếu ở chùa Phước Tân. Chú Hiếu mới có 5 tuổi thôi. Như vậy, lý ra chú chưa đủ tiêu chuẩn để được xếp vào hạng sa di đuổi quạ nữa. Nhưng thầy trụ trì cũng đã cắt việc cho chú, coi chú như là hạng sa di đuổi quạ chính thức vậy. Có lẽ vì chùa cũng thiếu người làm công việc đuổi quạ, nên thầy mới phải dành công việc đó cho chú. Được giao công việc, chú thích lắm. Chú cảm thấy mình được lớn, có khả năng làm việc. Công việc của chú trước đây do chú Hân đảm trách, nhưng chú Hân bây giờ đã được 13 tuổi rồi, đã qua khỏi cái tuổi đuổi quạ rồi, vì thế chú Hiếu được bổ nhiệm sớm. Chuyện đi tu của chú Hiếu cũng là một đề tài khá ly kỳ. Cha mẹ chú kể rằng từ hồi mới biết ăn, chú đã không ăn được cá thịt, cứ đòi ăn rau cải quanh năm suốt tháng. Nhiều lúc sợ chú bị thiếu dinh dưỡng, cha mẹ chú nghiền thịt hay cá để nấu chung với rau cho chú. Vậy mà chú cũng biết bỏ ăn, có khi lỡ ăn thì ói thốc ra hết, không chịu được mùi tanh cá thịt. Cho đến tháng chạp năm ngoái, khi theo cha mẹ đến chùa, thấy chú Hân ngồi học kinh dưới gốc cây, chú Hiếu bèn nảy ý xin đi tu. Chú xin nằng nặc đến độ giận lẫy, bỏ ăn, không tắm rửa, đủ thứ chuyện. Cuối cùng cha mẹ đành phải chịu thua, mang chú lên chùa. Chùa Phước Tân là một chùa ở thôn quê. Cái tên của chùa, thầy trụ trì nói rằng, nó chẳng mang chút thiền vị nào hết, mà chỉ có ý nghĩa gắn bó với ngôi làng nhỏ này mà thôi. Chùa Phước Tân của làng Phước Tân. Và vì là chùa làng, mọi sinh hoạt đều mang tính cách của làng xã địa phương. Dân trong làng làm ruộng, làm vườn, thì chùa cũng có ruộng có vườn để canh tác hàng ngày. Chùa có cả thầy 6 người: thầy trụ trì, thầy tri sự, chú Hân, hai vị giải già dưới bếp và chú Hiếu. Hàng ngày thầy trụ trì và thầy tri sự cùng vác cuốc ra ruộng. Lúa cấy xong, hai thầy vác cuốc ra vườn trồng rau đậu. Ruộng vườn của chùa nhiều lắm, nên hết khoảnh ruộng này lại xoay qua miếng đất khác. Chẳng biết lúc nào hai thầy mới nghỉ việc được, ngoại trừ các ngày Tết, ngày lễ vía hoặc ngày rằm mùng 1. Chú Hân cũng đi theo hai thầy từ khi có chú Hiếu đảm trách việc đuổi quạ. Nhưng chú Hân chẳng làm được gì ngoài ruộng vườn, trừ việc đem nước uống hoặc đem bữa lỡ, bữa ăn xách ra tận ngoài ruộng để ăn qua loa mà làm việc tiếp cho hai thầy. Có khi chú giúp các thầy trĩa đậu, trồng rau lan, những việc tương đối dễ dàng và không cần phải dùng nhiều sức. Buổi sáng sớm sau khóa lễ khuya, chú Hân mang chổi ra quét sân, rồi vào quét tổ đường, trong khi các thầy trụ trì quét dọn chánh điện, còn thầy tri sự thì tưới các chậu kiển. Hai vị giả già dưới bếp thì nấu ăn, quét dọn quanh bếp và vườn sau. Hai vị cũng lo việc sắc khoai lang khoai mì để phơi khô. Có khi các vị phơi lúa, phơi đậu ở mảnh sân xi măng bên hông chánh điện. Ai cũng có nhiều việc để làm trong ngày. Duy có chú Hiếu là rảnh rang nhất, chỉ làm mỗi một công việc đuổi quạ mà thôi. Công việc của chú chỉ bắt đầu khi nào hai vị giải khiêng bao bắp hay lúa ra sân, trút ra phơi khi nắng bắt đầu rọi đến khoảnh sân đó. Chiều, khi trời sắp tắt nắng,
hai vị giải ra sân hốt lúa vào bao là chú hết trách nhiệm. Ai cũng cho rằng việc đuổi quạ là việc nhàn rỗi dễ nhất. Ban đầu chú Hiếu cũng nghĩ vậy, nhưng khi bắt tay vào việc rồi, chú mới thấy rằng nó không đơn giản. Trước đây khi chú Hân còn làm việc đuổi quạ, cứ mỗi lúc ngồi trông coi đồ phơi thì mang kinh ra học, có khi đem giấy bút ra tập viết chữ Hán nữa. Còn chú Hiếu chưa biết chữ, chẳng biết phải học hay làm gì cho đỡ chán suốt thời gian ngồi trông coi bắp đậu. Ngoài ra chú Hân có cái thanh quản rất tốt, nói năng lớn tiếng như ảnh ương kêu. Khi nào thấy có chim đến phá, chú Hân chỉ la lên một tiếng là chim bay hết. Còn chú Hiếu, giọng nhỏ xíu như con gà con mới chui ra khỏi trứng, hét mãi mà chim cứ nhảy qua nhảy lại, tung tăng mà mổ. Nội hai chuyện đó không, đã thấy rằng việc đuổi chim quạ của chú Hiếu không phải là đơn giản rồi. Rất chán, chán quá không biết làm gì, chú đâm ra buồn ngủ. Chú ngồi dựa vào cây tùng, ngủ rất ngon. Chim chóc tha hồ đáp xuống mà ăn bắp ăn lúa. Hao của chùa quá, chỉ có hai vị giải mới biết chuyện hao hụt đó. Không phải là lúa bắp nó teo khô lại mà thấy ít đi đâu, tại chim ăn nhiều quá đó. Hai vị giải nói với thầy tri sự như vậy khi thầy giúp hai vị vác các bao lúa vào kho. Thầy tri sự tuổi trẻ mà tẩn mẫn, chăm chút từng thứ li ti. Có lẽ thầy trụ trì giao cho thầy làm chức tri sự cũng vì biết cái tánh ý tỉ mỉ của thầy. Thầy tri sự không muốn làm rơi rớt bất cứ hột thóc nào. Hẳn nhiên là ở chùa xưa nay ai cũng học bài học dở lòng là phải biết trân quý hạt cơm như hạt ngọc, do công lao khó nhọc của người nông phu làm nên. Nhưng trân quý đến cỡ thầy tri sự này thì chữ cơm chùa sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cũng bởi thầy tri sự quá trân quý vật sản của chùa, dù là do bẩm tánh hay do tinh thần trách nhiệm, thầy không thể tha thứ cho chú Hiếu được. Chú Hiếu, lại biểu. Thầy tri sự nghiêm giọng gọi. Chú Hiếu rón rén bước đến gần thầy, tay vân vê chéo áo vạt hò nâu, chưa biết chuyện gì mà trông như đã muốn khóc. Hôm nay chú làm gì ở chùa? Dạ, dạ đuổi quạ. Có con quạ nào không? Dạ không có, con không có biết con quạ. Con quạ cũng giống như con chim, nhưng nó lớn hơn, màu đen, mỏ nó hơi dài dài vậy nè. Ngưng một lúc thầy tiếp. Không biết không thấy con quạ nào nên chú chẳng làm gì hết hả? Vì bảy nói chú ngồi ngủ mà, phải dạ, không? Dạ không có. Vậy chứ chú làm gì mà lúa mất đi đâu muốn hết vậy? Dạ, có mấy con chim nhỏ nhỏ vậy nè, tụi nó ăn á. Sao chú không đuổi? Dạ, con đuổi nó không có chịu bay. Với lại, không phải con quạ, sao mà đuổi? Phật tổ ơi, quạ hay chim gì cũng đuổi hết nhớ chưa? Dạ. Con đuổi thì nó phải bay chứ. Chắc chú ngọn chỗ rồi xì xì mấy tiếng có lệ thôi nên chúng không sợ chứ gì. Chú đuổi sao làm lại tôi coi thử coi. Chú Hiếu ngập ngừng một lúc rồi dung hai tay lên la. Dạ, vậy nè. Hui, hui. Thầy trí sự bật cười rồi nhăn mặt than. Trời thần ơi, đuổi vậy làm sao nó sợ? Quớ quớ gì như thằng lằn chắc lưỡi vậy trời. Thầy trụ trì nghe được câu chuyện, bước ra vừa cười vừa nói. Kiếm cho chú ấy một cái thùng thiết nhỏ với hai cái dùi, khi nào chim chóc tới cứ gõ rân trời lên, chúng quảng kinh bay hết chứ lộ gì. Giọng chú ấy đâu có lớn như giọng chú Hân mà la hét suốt ngày cũng khan cổ chết, ai chịu cho nổi. Thầy tri sự dù sao cũng là hàng đệ tử, nên nghe thầy trụ trì nói vậy cũng không bàn cãi gì thêm, liền đi tìm một cái thùng thiết cho chú Hiếu. Chú đứng lại đó như trời trồng, chẳng dám bước đi đâu. Thầy trụ trì thấy thương gọi chú lại. Con làm gì có mệt không? Dạ không. Có chán không? Dạ không chán. Không chán? Dạ. Có thiệt không? Dạ thiệt. Sức gia không được nói dối nha, phải hỏi lại đuổi chim quạ có chán không? Dạ, dạ chán. Phải như vậy chứ, chán chứ sao không? Con chưa học nghề mà bắt đi làm sao không chán được? Ở chùa việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, cho nên việc nào cũng phải học hết. Ngồi xuống đây. Dạ. Thầy dạy con cách đuổi quạ. Dạ. Cái thùng thiết đến cho con rồi kìa.
tốt lắm, lại có hai cái dù đẹp vậy nữa, sướng quá. Lại đây con. Dạ. Chú Hiếu bước đến gần thầy trụ trì. Thầy trí sự cũng đứng một bên để lắng nghe thầy trụ trì dạy chú cách đuổi quạ. Thầy trụ trì nói với thầy trí sự: cái thùng thiết này tốt lắm rồi, nhưng nếu chú ấy phải mang đi bằng hai tay thì không còn tay đâu mà gõ. Cho nên thầy hãy đục hai cái lỗ ở hai bên miệng thùng, mắc vào đây một sợi dây cho chú ấy đeo trước ngực. Thầy trí sự cười giòn một tràng, mang thùng thiết đi ngay. Một chốc sau là thầy ấy đã mang cái thùng thiết với sợi dây làm quay trở lại. Chú Hân cũng theo thầy trí sự đến nghe thầy trụ trì dạy. Thầy trụ trì trồng dây vào cổ mình, sửa cho thùng thiết nằm ngay ngắn trước ngực. Ai cũng cười, chú Hiếu chẳng dám cười, ngó thầy trụ trì lơm lơm, ý chừng không muốn bỏ sót động tác đuổi quạ nào mà thầy dạy cho. Thầy vừa gõ thùng vừa nói: nè, đuổi quạ cũng như quét rác, quét rác là quét cho sạch những phiền não. Thầy ngưng một lúc để tìm chữ dễ hiểu cho chú Hiếu. Tức là những cái tánh xấu ác của mình, thì đuổi quạ cũng có nghĩa là đuổi đi những cái thứ tầm bậy tầm bạ phá hoại đời sống tu hành của mình. Cái gì là tầm bậy tầm bạ con biết không? Là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lười biếng học hành, lười biếng kinh kệ, ganh tị, ghen ghét, sân si ác độc. Nói tóm lại là đủ thứ xấu xa của mình. Người tu là một chiến sĩ anh dũng, xông ra trận, chiến đấu với các thứ ma quỷ nhơ nhớp xấu xa, đuổi cho chúng chạy, đánh cho chúng tan, không chịu thua một thứ phiền não nào hết. Quả đâu, chim đâu, tụi bay là ma dương, là phiền não đến đây quấy phá chùa chiền phải không? Có ta đây, ta đuổi bay, mau chạy, mau bay, đừng số rớ đến vườn chùa thanh tịnh của ta nữa, bay đi, bay đi. Thầy trí sự bụm miệng cười, chú Hân cũng cười ngặt nghẽo. Thầy trụ trì ngó chú Hiếu hỏi: sao, con đã học được cách đuổi quạ chưa? Dạ chưa. Dài quá à, con không có nhớ hết. Ai bắt con học những gì thầy nói đâu mà dài với ngắn. Khi thấy chim quạ tới, con chỉ việc chạy u đến, vừa chạy vừa gõ thùng là được rồi, đâu cần phải nói hay đọc cái gì. Mắt chú Hiếu sáng rỡ lên, chú nói: dạ, vậy thì để con làm thử nha. Nói rồi chú đón cái thùng thiết từ thầy, tự trồng dây vào cổ mình. Vừa chạy chú vừa gõ tùng tùng một cách khoái chí. Chú chạy riết tới bãi phơi lúa. Chú Hân phân bì: bạch thầy, hồi trước con đuổi quạ thì đâu dạy con vậy đâu. Thầy trầm ngâm một lúc: mỗi người có một tính nết, một căn cơ riêng. Con á, con sẽ giống như thầy tri sự, lau chùi quét dọn, giữ gìn cho sạch đất chùa, tích chứa cộng đức, không để sơ tán, làm gương mẫu giới hạnh cho độ chúng mai sau. Chú Hân nghe thầy dạy như vậy có vẻ thích ý lắm, tin tưởng tương lai của mình sẽ vững vàng suôn sẻ như đường đi của thầy tri sự. Chú hỏi: chú Hiếu không phải vậy hả bạch thầy? Không, thầy chỉ nói vậy. Lúc này chú Hiếu đã trở lại với mặt mày sáng rỡ. Thầy nói với chú trước khi trở vào phương trượng: mỗi ngày khi làm việc đuổi quạ, con hãy nghĩ rằng con là một anh hùng, một chiến sĩ, chiến đấu với những điều xấu xa ác độc của cuộc đời, nhớ chưa? Vũ khí của con là cái thùng thiết đó, giống nó lên để đuổi giặc, như là hồi xưa Đức Phật nói giáo lý trung đạo để phá tà ma ngoại đạo vậy. Con hiểu hả? Thôi, đại khái là phải hết sức chiến đấu, không chịu thua bao giờ hết, được chưa? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Chú Hiếu đáp nhanh, tay không quên gõ tùng tùng. Kể từ hôm được trao vũ khí và bài học chiến đấu, chú Hiếu đã thấy hăng hái hơn nhiều. Chú không còn thấy chán và buồn ngủ nữa. Buổi sáng không đợi dì Giải kêu nhắc,
chú đã túc trực sẵn ở sân phơi lúa với cái thùng thiết đeo trước ngực. Chim chóc chỉ mới đậu trên cây, chưa kịp sà xuống sân là chú đã gõ thùng xua đuổi, vừa gõ vừa chạy sấn tới, hăng say như lính cảm tử. Chỉ một thời gian ngắn chừng vài ba tháng, chim chóc đã có vẻ như hết dám bén mảng đến sân phơi. Chúng chỉ tập trung trên các cành cây xa thật xa ở ven rào của chùa để chờ cơ hội thuận tiện. Nhưng chú Hiếu đã không cho chúng một cơ hội thuận tiện nào để ăn lúa bắp trên sân phơi nữa. Chú không những là một chiến sĩ anh dũng, mà còn là một chiến sĩ siêng năng, tinh tấn, biết trách nhiệm nữa. Dần dần chú rút được những kinh nghiệm trong nghề đuổi quạ của mình, khiến chú có thể thông thả, ít cực nhọc hơn, không cần phải dùng sức nhiều quá, không cần phải làm cảm tử, không cần phải quá siêng năng như lúc đầu nữa. Chẳng hạn khi cần phải đi tiểu tiện hay đại tiện, chú không phải kêu gào nhờ vị giải trông coi thay mình. Chú cởi áo ra, máng trên một nhánh cây trong chậu kiển gần sân phơi nhất. Cái thùng thiết cũng được treo lên, lủng lẳng bên cạnh cái áo. Cành mềm làm cho cái áo và cái thùng đu đưa, y như chú hãy còn đứng đó vậy. Cho nên, chim chóc cũng chẳng dám đến. Lúc đầu, chú chưa dám thực hiện cái mẹo đó dội. Chú treo áo treo thùng lên cành cây xong, chạy vào nhà kho gần đó núp đợi. Thấy thật lâu mà vẫn không có con chim nào dám đáp xuống, chú mới yên tâm áp dụng. Bây giờ thì chú ăn chắc kết quả của mưu mẹo đó rồi. Muốn đi đâu, chú cứ việc treo áo treo thùng lên rồi đi. Quen rồi, sáng kiến càng nảy ra nhiều hơn. Chẳng hạn, thay vì phải cởi áo mình ra, chú lấy cái áo cũ rách đã bỏ của thầy tri sự treo lên. Thay vì cứ ngồi mãi bên sân phơi mà không thấy quân thù nào xuất hiện, chú ra vườn sau hì hục làm sào để thọc ổi xuống mà ăn. Thay vì cứ chăm chăm nhìn ngó bóng chim, chú nằm đại xuống bậc thềm, bước lên chánh điện mà ngủ ngon lành. Hai thầy và chú Hân ra đồng, có khi chiều tối mới về, có khi về vào giấc trưa để thọ trai và nghỉ ngơi đâu chừng một tiếng rồi lại đi. Như vậy, chú có ngủ lén một hai giờ đồng hồ cũng chẳng ai hay. Hai dì giải thì cứ lui cui làm việc dưới bếp, có rảnh rỗi đâu mà kiểm soát công việc của chú. Chú nằm chèo queo nơi bậc thềm, ngủ với làn gió mát hay hay dễ chịu từ ruộng đồng thổi vào. Lâu lâu giật mình thức dậy, chú dối tay lấy hai cái dùi gõ vào thùng một tràng rơm rã, rồi chú ngủ tiếp. Ấy vậy mà chim chóc cũng không dám đến. Có lẽ chúng đã thực tình sợ hãi và tránh xa vườn chùa với sự canh gác gắt gao nghiêm nhặt của chiến sĩ đuổi quạ này rồi. Cho đến trưa hôm nay, khi đang ngon giấc bên hiên chùa, chú bỗng nhiên nghe tiếng kêu của một giống chim lạ. Tiếng kêu lạ và lớn đến nỗi chú phải dùng thức dậy, dụi mắt giáo giác nhìn quanh. Chú không thấy con chim đó đâu. Có lẽ nó đang đậu trên một cây cao nào đó gần sân phơi. Chú nhìn quanh sân. Hôm nay chùa phơi một món rất đặc biệt, đậu phụng. Món đậu phụng này rất đắt tiền, đắt hơn lúa bắp, có thể đem ép dầu và làm món muối đậu, ăn rất ngon miệng cho bữa cơm chay. Vì vậy, thầy trí sự dặn chú phải trông coi cho kỹ. Thầy dặn thì dặn, chú thấy chẳng có gì thay đổi trong công việc của chú. Lúa hay bắp cũng gõ tùng tùng, mà đậu phụng thì cũng gõ tùng tùng thôi, có gì khác đâu. Khác chăng là khi phơi lúa bắp, chú không hề đụng chạm gì đến những thứ đó. Còn đậu phụng thì trước khi đánh giấc, chú đã nít no một bụng đã đời rồi. Cái thứ đậu này quỷ thật, chú đâu có ý ăn chi cho nhiều, vậy mà cứ lột cứ bóc vỏ, hết trái đậu này đến trái đậu khác, giòn giòn ngọt ngọt béo béo. Ăn xong đem vỏ đi ném tận bờ rào, trở vô lại muốn ăn, rồi lại đem vỏ đi vứt thật xa nữa. Thật là phiền quá, mất công quá, vậy mà cứ ăn. Bây giờ ngồi sật sự chưa tỉnh hẳn, chú vừa suy nghĩ chuyện đậu phụng, vừa thắc mắc không biết con chim gì đó có thật không, hay là chỉ có trong giấc mộng của chú. Đang vật vờ muốn thiêu thiêu ngủ trở lại, chú bỗng nghe tiếng con chim đó kêu lên lần nữa. Chú đứng hẳn dậy, tay che trán, nhướng mắt nhìn lên cây bồ đề chỗ phát ra tiếng kêu. Chú thấy rõ ràng một con chim lớn hơn con chim sẻ rất nhiều, mỏ nó dài và hơi cong, lông nó đen muôn dễ sợ. Chú thấy ớn lạnh trong người. Con chim có cái vẻ gì rùng rợn ma quái lắm.
chú nhớ lại lời mô tả của thầy tri sự. Má ơi, đúng rồi, đây, đây là con quạ. Chết rồi, làm sao đây? Chú run, chú sợ. Chú nép vào mé tường rồi len lén rút ra nắp sau chậu kiểng, nơi chú treo cái áo rách và cái thùng thiết. Chú nhìn lên cành cây xem con quạ có thấy chú không. Nó thấy, nó nhìn chú, nó theo dõi chú. Chú sợ quá, không dám động đậy. Chú ngồi yên sau chậu kiểng, len lén ngước mắt lên nhìn nó. Con quạ lại kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Rồi bỗng chốc, hai con quạ khác từ đâu bay ào tới. Ba con cùng đậu trên một cây, lúc lắc đầu cổ như nói với nhau điều gì. Rồi cả ba con cùng cúi đầu ngó xuống chỗ chú nấp. Chú xanh mặt, đổ mồ hôi, run lên. Rồi chú giục bỏ chạy. Chú chạy bán mạng vào tổ đường, chui xuống dưới bàn thờ, ngồi thở dốc. Ba con quạ thấy chú vùng dậy thì giật mình tính bay đi. Nhưng nhìn lại thấy chú chạy xa, bèn hớn hở rủ nhau xà xuống ăn đậu phụng. Ăn thoải mái, ăn tại chỗ, khỏi cần phải tha đi đâu. Dưới bàn thờ tổ, chú hãy còn run cầm cập. Chú không ngờ con quạ lại có cái vẻ hiểm ác dữ tợn như vậy. Chú suy tính cách chống trả lại nó. Trốn như vậy lỡ các thầy về biết được thì chết. Chú ăn đậu phụng hồi sáng đã hao lắm rồi, bây giờ để cho quạ ăn thì còn hao nhiều nữa. Quạ mà đáp xuống ăn tỉnh bơ thì những con chim nhát cấy mỗi hôm cũng sẽ rủ nhau ùa xuống cho xem. Chú thấp thỏm ngồi không yên, định mò ra thì lại nghe tiếng chân chạy rần rật ngoài sân, rồi nghe tiếng chú Hân hét lên nữa. Chú Hiếu đâu? Sao để chim quạ xuống cả bầy cả đàn vậy trời? Thấy có chú Hân tiếp cứu, chú mừng quá giục chạy ra. Tôi đây nè, mới chạy ra xa có một chút xíu à. Sao? Tôi đi từ xa nhìn thấy chú bỏ chạy rõ ràng. Đâu có đâu. Thôi đừng có cãi, nói tôi nghe sao chú bỏ chạy, chú sợ gì? Tôi đâu có sợ cái gì đâu. Chút nữa tôi mét thì tôi sự cho coi. Đừng có mét mà, năn nỉ chú á. Vậy chú nói tôi nghe chú sợ gì mà bỏ chạy? Ngập ngừng một hồi chú đáp. Thì con quạ đó. Mô Phật, người mà sợ quạ? Đợi thỏ nào có cái chuyện này nè trời. Sợ gì chứ, thùng của chú đâu sao không gõ? Kìa kìa. Sao không đeo vô người mà treo đó? Chú không trả lời, đứng phụng phịu, vịn cành cây rồi vân vê vạt áo. Chú Hân thấy tội nghiệp bèn đổi giọng. Thôi đừng sợ nữa, tốn mét thì đâu. Còn cái thứ quả quỷ quái đó, lần sau có thấy chú lượm cục đá chọi nó một cái là xong. Có gì đâu mà sợ. Ghê lỡ không trúng nó thì sao? Đâu cần phải trúng, chọi gần gần nó thôi là nó quảng kinh bay tuốt lên rồi chứ lo gì. Vậy rồi lỡ như trúng nó thì sao? Trúng nó? Thôi chú à, tôi đứng đây chú chọi thử coi trúng không mà đòi chọi. Trúng quả biết bay hả? Làm với chú chọi giỏi lắm vậy hả? Lo chuyện gì đâu không à. Hao đậu của chú cũng lo. Đeo thùng vô đi, lượm sẵn mấy cục đá để bên, bên ném hết đá thì đi lượm lại. Không có đá thì cứ chạy sấm tới cầm hai dùi của chú quơ quơ lên là chúng bay hết gì. Quả cũng giống như chim có khác gì đâu, nó nhỏ xíu vậy cũng sợ nữa. Nói rồi chú Hân xuống nhà bếp lo bới xách cơm trưa ra ruộng cho các thầy. Còn lại một mình, chú Hiếu lững thững đi lượm vài cục đá trong sân. Chú thấy phục chú Hân hết sức, nhờ chú Hân mà chú lấy lại được tự tin, quyết chiến đấu anh dũng trở lại, chứ không để mất nhẹ khí như khi nãy. Khi chú Hân trở ra, chú Hiếu níu tay chú Hân lại nói: Cảm ơn chú bày cho tôi đuổi quạ. Chú nhớ đừng có mét hai thầy nha. Không mét đâu ông Sa Di đuổi quạ. Ủa quên, ông Sa Di quạ đuổi chứ. Sa Di quạ đuổi. Vừa nói vừa cười, chú Hân đi tuốt. Chú Hiếu ngồi lại nơi sân thấy nhột nhạt quê quê. Chú lượm cục đá ném mạnh lên cây bồ đề, nhưng cục đá lại bay ra sau lưng chú, trúng vào vách chánh điện nghe bụp một tiếng. Chú giật mình, quên mất rằng từ nhỏ tới giờ chú chưa hề lấy đá chọi ai,
bây giờ phải tập. Vậy là nghề đuổi quạ cũng cần phải biết thêm chuyện chổi đá nữa. Chiều hai thầy và chú Hân về, chú Hiếu len lén lủi đi chỗ khác tránh mặt họ. Dù chú Hân hứa là không mét chuyện hồi trưa, chú Hiếu vẫn cứ sợ. Chú không biết chắc là chú Hân có giữ lời hay không. Thực ra tính ý chú Hân cũng bất thường lắm. Nội chuyện đáy dầm của chú Hiếu không là đủ biết chú Hân chẳng quan tâm gì chuyện giữ lời hứa. Chú Hân hứa không nói thầy nghe, vậy rồi thầy nào cũng biết chú Hiếu đáy dầm, cả hai vị giải cũng biết nữa. Cũng may là thầy trụ trì thương nói dớt cho chú rằng lúc thầy 12 tuổi thầy vẫn còn đáy dầm mỗi tuần 2-3 lần. Thấy chú Hân ra giếng, chú Hiếu chạy ra theo. Chú Hân chú có mét hai thầy không? Không có nói gì hết á. Yên tâm chưa, ông Sa Di quả đuổi. À, chú đừng kêu tôi như vậy nữa mà. Kêu như vậy cũng giống như mét thầy rồi. Nhiều chuyện quá à, chú trông đi. Nè, chú hứa đi. Hứa đừng có mét, đừng nói quả đuổi nữa đi. Chú Hân bỗng nổi quạo lên. Phiền quá à, bắt tôi hứa nữa, sợ gì chứ. Bị quả đuổi thì nói là quả đuổi, với sợ gì chứ. Sa Di quả đuổi. Biết bịt miệng chú Hân không được, chú Hiếu ôm đầu ôm cổ dùng chạy về phòng mình, ngồi ôm gối khóc thút thít. Tức chú Hân quá sức, khóc chưa hả cơn bỗng thấy thầy trụ trì bước vào phòng. Chú khóc hòa ra. Chú biết thầy trụ trì xuống dỗ dành chú chứ không phải xuống để la rầy đâu. Quả vậy, thầy ngồi bên cạnh chú, vuốt cái chớp nhỏ xíu của chú an ủi. Mẹ con, thôi mà, đừng khóc vậy mất hết tinh thần chiến đấu bây giờ. Hồi nhỏ thầy cũng như con vậy thôi. Lúc đó chùa con nuôi con gà trống để nó gái mỗi khuya mà thức dậy tụng kinh. Con gà đó nó to lắm, dữ dằn lắm. Chùa phơi bắp, thầy ngồi coi, thấy con gà tới là thầy bỏ chạy để nó muốn ăn bao nhiêu bắp thì ăn. Thật ra nó đâu có đói gì. Nó có phần bắp đem đến tận nơi cho nó ăn, nhưng nó cứ thích ăn bắp phơi ngoài sân ngoài trời vậy. Nó muốn ăn đồ có vẻ thiên nhiên hay sao đó mà. Thì cho nó ăn bắp phơi cũng chẳng sao, nhưng nó ăn được thì gà hàng xóm cho tối chim quạ cũng xúm xích bù lại, rất là phiền. Cho nên phải đuổi luôn cả nó. Ăn uống phải có trật tự nề nếp chứ, mà đuổi nó thì thầy không dám. Không biết sao mà thầy cứ sợ nó mà không sợ bất cứ con gà nào khác. Nó đuổi thầy chạy te thì có. Riết rồi mỗi lần muốn ra sân ăn lúa bắp là nó lo đuổi thầy trước rồi ăn sao. Vừa ăn vừa rủ rê gà vịt chim quạ hàng xóm, làm như nó là chủ nhà muốn đãi tiệc láng giềng vậy. Thầy trụ trì hồi đó, tức là sư ông của con đó, biết được chuyện mới giót cho thầy một cây roi tre mỏng, bảo thầy xong đến quất cho nó một trận. Thầy đành liều mà làm theo, chỉ quất xem thôi chứ không cố tình quất ngay nó. Vậy mà cũng trúng đuôi nó một chút, bay mấy cây lồng. Nó kêu hoàng quát, nó bỏ chạy trối chết. Từ đó về sau, thấy mặt thầy là nó lủi thủi né đi chỗ khác. Vậy đó, đối với chim quạ hay bất cứ loại nào, con cứ coi chúng như những phiền não quấy phá mình. Thầy đã dạy con điều đó rồi, phải không? Dạ. Mình phải quyết tâm thắng nó. Phải biết rõ là nó vốn sợ mình. Phải biết rõ là mình chắc chắn thắng nó thì con mới không sợ nó. Dạ. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chưa biết rõ kẻ thù thì còn có lúc thắng lúc thua, nhưng khi đã biết rồi thì trăm trận trăm thắng chứ. Cũng như khi con chưa biết con quạ thì con sợ, bây giờ con biết nó rồi đâu có sợ nữa, phải không? Con lại có vũ khí nữa, nào đá nè, nào dùi, nào thùng, nặng tay chân to lớn, nó nhỏ xíu, chỉ có cái mỏ thì làm gì thắng được con, phải không? Dạ. Nè, thôi nín khóc đi. Ngày mai ra trận đánh đuổi nó một lần, con sẽ làm chủ tình hình, không ai hơn con được nữa đâu. Ngày mai,
Và những ngày kế tiếp, chú Hiếu lại làm chủ lại tình hình, đúng như lời thầy nói. Trăm trận trăm thắng, không chim không quạ nào dám đến nữa. Chú hăng say đánh đuổi ngay cả những con chim, những con quạ đậu xa lắc trên các cành cây, bụi rậm ngoài vườn chùa. Chú không làm chết một con chim nào, chỉ xua đuổi thôi, nhưng chim nào cũng đâm sợ, lánh xa khu vực chùa. Có khi thấy chú từ xa là chim đã giục bay, như thể bị kinh động bởi tiếng gầm của chúa Sơn Lâm. Kết quả việc làm của chú bây giờ, theo lời thầy tri sự thưa với thầy trụ trì, tiến xa hơn trước rất nhiều. Lúa, bắp, đậu xanh, mè không bị hao chút nào. Đậu phụng thì có hao chút chút không đáng kể. Chim chóc đi biệt không thấy, không nghe tâm dạng hay tiếng kêu ríu rít hàng ngày nữa. Thầy trụ trì lắng nghe thầy tri sự báo cáo, mắt nhắm trầm ngâm một lúc rồi nói đùa: không khéo mình lại sống trên một mảnh đất chẳng lành đó nghe. Thầy tri sự không hiểu ý thầy trụ trì nói gì. Thấy vậy, thầy trụ trì thở dài, xua tay cho thầy tri sự rút đi. Chờ thầy tri sự ra khỏi phương trượng rồi, thầy trụ trì ngâm nga: xuân khư hoa hoàng tại, nhân lai điểu bất kinh. Buổi tối, thầy trụ trì bảo chú Hân gọi chú Hiếu lên phương trượng. Nghe gọi như vậy, chú Hiếu biết là thầy có việc muốn dạy bảo. Chú bận áo tràng đàng hoàng bước đến chỗ thầy, rồi đứng chắp tay một bên chờ đợi. Thầy gật gù nói: con đuổi quạ được mấy năm rồi? Dạ bạch thầy, 5 năm rồi. Vậy ra bây giờ con đã 10 tuổi. Dạ phải. Công việc của con ra sao? Dạ công việc bình thường. Chim chóc còn đến phá nhiệm con? Dạ bạch thầy, con ngồi suốt ngày cũng không thấy một con chim nào bay ngang qua. Hình như chim quạ không có đến vùng chùa này nữa. Bây giờ phơi lúa bắp vẫn cần ngồi coi cũng không sao. Vẫn đến vậy sao? Dạ vẫn quen à. Vậy con không thấy buồn sao? Con ngồi suốt ngày không có con chim nào để đuổi, để gõ thùng, không buồn sao con? Dạ bạch thầy, cái thùng con bỏ lâu rồi, không cần nữa. Còn chim thì còn đuổi, chim hết đến rồi thì con chỉ ngồi học kinh, học chữ Hán thôi. Nè, con chưa trả lời thầy. Thầy hỏi con có thấy buồn không? Khi chùa có cây, có vườn, có bóng mát, có mái cong, có hang, có hốc, có rường, có cột. Vậy mà không con chim nào dám ghé tới, buồn không con? Dạ, bạch thầy, con không biết nữa. Con cũng thấy buồn buồn, nhưng mà con không biết làm sao nữa. Thầy biểu con đuổi chim đuổi quạ thì con đuổi, con đâu biết làm sao. Năm xưa thầy cũng đuổi quạ đuổi chim như con. Con có biết lúc thầy sung sướng nhất là lúc nào không? Dạ không. Là mỗi lúc chim nó rón rén đáp xuống ăn lúa, thầy thấy mà giả đò làm lơ cho chúng ăn. Điều vui nhất trên đời không phải là nhìn thấy kẻ khác sung sướng hay sao? Dạ, có lúc con cũng muốn như vậy, nhưng mà con sợ thầy tri sự bắt phạt quỳ nhang. Thầy nói mất một hộp lúa thì phải quỳ một cây nhang. Khó đến vậy sao? Dạ. Hèn gì. Thôi được, con về phòng đi. Ngày mai thầy tri sự và chú Hân về thành, mà lúa cũng mới gặt xong nên thầy không phải ra đồng. Thầy muốn sớm mai con theo thầy đi đến một chỗ này, được không con? Dạ, bạch thầy, con bước theo thầy. Tốt lắm, về ngủ đi. Dạ. Sớm tinh mơ là thầy tri sự và chú Hân đã lên đường. Chú Hiếu định ngủ nướng thêm một chút trước khi trời sáng thì thầy trụ trì đã tằng hắn mấy tiếng ngoài cửa. Chú dùng dậy dụi mắt, thầy đứng bên ngoài nói vọng vào: con đã thức chưa? Dạ bạch thầy rồi. Đi được chưa? Dạ bạch thầy, dạ được. Ra khỏi phòng, chú thấy thầy bưng một cái thúng lớn.
Có cây nón lá của thầy đậy kín miệng thúng nên chú không biết được cái gì ở bên trong. Thầy không cho chú bưng, chỉ bảo chú đi theo. Chú nghĩ chắc là ra đồng làm gì đây, một công việc đồng áng chú không đoán nổi. Hai thầy trò lặng lẽ ra khỏi chùa, đi vòng quanh bờ rào chùa để ra phía sau vườn chùa, băng ngang một nghĩa địa, rồi ngang một bãi cát rộng, đi hoài chẳng thấy dứt. Thỉnh thoảng có một chiếc xe bò đi ngược chiều chở đầy rơm. Mùi lúa quyện lẫn hơi sương làm mát cả buồng phổi. Mặt trời chưa mọc hẳn, còn ẩn sau lớp mây dày. Sương đêm hãy còn phủ mờ chung quanh. Đường đi mờ mờ mịt mịt, chỉ có thầy là bước đi không ngập ngừng. Chú xách dép lên chạy theo mới kịp thầy. Chú có cảm giác như thầy dẫn chú đi lên trời hay đến một cõi tiên nào vậy. Qua khỏi bãi cát rộng thì đến chân một ngọn đồi. Đúng ra là một gò đất cao, cỏ mọc lưa thưa. Trên gò chỉ có vài cây me cao, nhưng cũng đủ tạo nên vẻ rậm rịch tùm cho gò đất. Hai thầy trò nghỉ một chập dưới chân gò, rồi hì hục leo dốc đi lên. Trên gò có một khoảng đất trống rộng hơn sân chùa. Thầy nói hồi xưa đây là chỗ họp làng. Từ ngày xây đình và chùa Phước Tân trong làng, đất này bỏ trống. Họa hoằng lắm mới có người rủ nhau lên chơi vào những đêm sáng trăng. Thầy đặt thúng xuống đất ngồi nghỉ. Chú Hiếu chưa biết thầy muốn lên đây làm gì, nhưng chú chưa dám hỏi. Chú cũng ngồi xuống nghỉ chân. Thầy nói: "Chờ trời sáng ta hỏi làm gì? À, con thấy có gì khác lạ ở đây không?" Chú nhìn quanh rồi nói: "Dạ, không có nhà cửa." "Gì nữa?" Im lặng quan sát một lúc lâu, chú đáp: "Không có gì hết trơn." Thầy bật cười: "Sao lại không được? À, cây cao này sẽ có bóng mát suốt ngày này. Có chim chóc, có dê, có côn trùng kêu ríu rít rỉ rả suốt ngày này. Bộ con không nghe gì hết sao?" Tại con cứ nghĩ thầy hỏi thấy cái gì không, chứ nghe thì con nghe tiếng chim kêu từ lúc chưa bước lên đây nữa. Thầy muốn con đi đuổi chúng không hả thầy?" "Thôi, ngồi chơi đi, quên phức cái nghề đuổi quả của con đi." Hai thầy trò ngồi im lặng bên nhau. Nắng lên cao dần, đỉnh gò như được ưu tiên đón nhận ánh nắng sớm hơn bên dưới. Chim chóc càng lúc càng hót vang trên những nhánh me để đón chào một ngày mới. Gió từ ruộng đồng phần phật thổi qua nghe vi vút. Thầy nhìn qua chú hỏi: "Con nghe tiếng chim thế nào?" Chú ấp úng một lúc rồi nói: "Vui quá." Thầy cười rồi đứng dậy, ôm cái thúng ra giữa khoảng đất trống. Chú lon ton chạy theo. Thầy lại đặt cái thúng xuống đất, lật cái nón lá ra. Chú nhìn vào, lúa, một thúng đầy lúa. Chú ngạc nhiên nhìn thúng lúa chưa hiểu gì thì thầy đã ngồi xuống, lấy hai tay dốc lúa lên, nói: "Lúa chắc hột quá, lúa ngon quá, con thấy không?" "Dạ, lúa đẹp quá." Rồi thầy vụt đứng dậy, vung tay. Lúa bay tứ phía, lúa bay lên cao, tung dải khắp nơi. Thầy hét lên trong tiếng gió reo: "Dải lúa đi con, dải khắp nơi cho chim quả ăn." Chú hơi khừng một lúc, thấy thầy cứ tiếp tục đứng rồi khom, khom rồi đứng, dốc lúa ra mà dải. Chú mới cúi xuống, thọc hai tay vào thúng, nắm từng nạm lúa tung ra, tung ra. "Dải lúa đi con." Gió đưa lúa bay cao, bay xa. Chim chóc ào ào bay đến, hàng chục con, hàng trăm con. Lúa bay, bay, dính trên áo nâu, trên tay, trên đầu, trên vai hai thầy trò. Rồi thầy ném lúa vào áo chú, chú ném lúa lại trên áo thầy. Hai thầy trò vừa tung lúa lên, vừa cười, vừa giỡn như hai đứa trẻ. Chim từ các nơi xa ríu rít bay đến từng đàn, tung tăng ăn lúa. Những cái đầu gục gặt mổ lia lịa, rồi những con quả đen nữa. Thấy chim đủ loài từ đâu tụ về, chúng cũng theo tới. Chim từ khắp hướng, từ đồng ruộng, từ vườn rau, từ các bụi rậm ồ ạt kéo đến.
tung dại hết thúng lúa. Hai thầy trò đứng lại giữa bãi chim cười hễ hả. Rồi thầy lấy hai tay bụm miệng kêu hú như gọi muôn chim về dự hội. Nét mặt chú Hiếu tươi vui hơn bao giờ. Từ ngày bước chân vào chùa làm sa di đuổi quạ đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên chú thấy hạnh phúc nhất. Chim quạ không sợ hãi tránh né chú, chú không sợ hãi hay xua ghét chim quạ. Có con chim đậu mổ những hạt lúa dính trên vai áo của chú, có con chim đậu trên tay thầy. Chú nhìn quanh, đâu cũng là chim, đâu cũng thấy quạ, mà tâm chú vẫn cứ an bình lặng lẽ, không bị thôi thúc bởi công việc hay trách nhiệm đấu tranh chiến thắng. Chú sung sướng vừa cười vừa khóc, vừa giang hai tay chạy giỡn giữa một trời chim chóc. Gió đuổi theo vạt áo nâu phất phới của chú, chim chóc như nhảy nhót đón chào chú. Thầy đứng nhìn theo, thấy chú hân hoan vui mừng và tự do như một cánh chim giữa đất trời hoang dại. Giấc mộng đầu, tác giả Vĩnh Hạo. Cao Phong lớn lên giữa núi rừng, vui chơi với muôn chim và ngàn hoa nội cỏ mà không hề thắc mắc chi về nguồn gốc của mình. Như thể chú ấy được sinh ra bởi sự giao hợp tự nhiên của khí thiên đất trời, hay được sinh ra một cách có vẻ như ngẫu nhiên, như những loài hoa dại mọc đầy trên núi cao này. Con người duy nhất mà Cao Phong biết suốt từ lúc bé thơ cho đến bây giờ, 15 tuổi, chính là thầy của chú. Thầy của chú là một tu sĩ trẻ chưa đến 40, vì muốn xa lánh tục lụy mà ẩn tu trên núi. Ông đem chú về nuôi lúc ông được 24 tuổi và đặt cho cái tên Cao Phong, có nghĩa là ngọn núi cao, mà ông thường giải thích cho chú nghe rằng nó nói lên một khát vọng, một hoài bão dương cao đến chân trời tự tại giải thoát. Ông là một vị thầy rất lạ, có những ý nghĩ ngộ nghĩnh. Sự kiện ông không cho Cao Phong tiếp xúc với bất kỳ một con người nào khác ngoài ông cũng là một điển hình. Có lẽ ông muốn nghiên cứu chi đó về bản năng của con người, hoặc ông đang tìm tòi thí nghiệm một phương pháp giáo hóa đệ tử sao cho đạt được kết quả hữu hiệu nhất. Ông dạy cho Cao Phong học kinh kệ, học chữ nghĩa, mà lại tránh tất cả những từ ngữ nào có liên hệ đến cuộc đời, đến những con người khác ở những nơi chốn khác. Kết quả là suốt 15 năm trường sống bên thầy, Cao Phong chỉ biết thế giới này có những cây cỏ, những loài thú hiền lành hay hung dữ, và chỉ vỏn vẹn hai con người cùng một giới tính sống quay quần bên nhau giữa núi rừng bạt ngàn mênh mông này. Điều ngộ nghĩnh nhất của ông thầy là không cho Cao Phong biết rằng ngoài cái giống đực mà ông và chú cùng mang, thế giới này hãy còn một giống phái khác nữa, một giống rất quan trọng mà nếu thiếu đi, thế giới sẽ buồn tẻ vô cùng, thậm chí sẽ không còn được coi như là một thế giới nữa. Có lẽ qua kinh nghiệm học đạo, ông đã nhìn thấy rằng sự phủ nhận cái giống phái mà ông cho là nguy hiểm cho đường tu là một điều cần thiết để bảo vệ Cao Phong trong thế giới hồn nhiên trong sạch của chú. Từ khi Cao Phong có thể tự biết lo cho mình rồi, cứ đôi ba năm, vị thầy lại xuống núi một mình về làng để thăm sư phụ mà vẫn không cho Cao Phong biết rõ về mục đích chuyến đi đó. Cao Phong lúc nào cũng bị bỏ lại trên núi. Chú ấy được giải thích rằng một chuyến đi xa rất nguy hiểm cho tuổi trẻ của chú. Lý do đó càng lúc càng mất đi vẻ hợp lý, vì càng trưởng thành, Cao Phong càng thấy rằng nếu mình đi theo hộ tống thầy thì sẽ bớt nguy hiểm cho thầy hơn. Chuyến đi xa nguy hiểm cho người lớn tuổi hơn là cho một thiếu niên 15 tuổi đầy sinh lực như chú. Vì vậy, hôm nay khi thầy lại chuẩn bị khăn gói lên đường, chú đã nằng nặc đòi đi theo. Thầy nói: "Thầy đã bảo không được là không được. Con phải ở lại mà trông coi tỉnh thất. Đi xa nguy hiểm và mệt nhọc lắm." "Tỉnh thất này có gì đâu mà trông coi thưa thầy.
bao năm nay có con thú nào đến quấy phá thầy trò mình đâu. Chúng nó với mình đều là bạn bè với nhau hết mà. Nhưng con cũng không cần phải đi, thầy không muốn con bị nguy hiểm. Con đã lớn rồi mà thầy, lần đi trước của thầy con còn nhỏ xíu không theo bảo vệ thầy thì đúng rồi. Bây giờ thầy thấy không, con cao lớn khỏe mạnh như con khỉ đột, con phải đi theo để hầu hạ thầy chứ. Thầy để con ở lại con chẳng yên tâm chút nào. Thấy Cao Phong năn nỉ mãi, thầy cũng hơi xiêu lòng. Nhưng nghĩ đến cảnh chú ấy phải tiếp xúc và biết nhiều thêm về cuộc đời ở phía dưới, thầy cũng thấy e ngại, sợ phá hủy mất công trình giữ gìn 15 năm nay của mình. Thầy im lặng ngồi đắn đo cân nhắc dữ lắm. Cuối cùng thầy nghĩ rằng có thể cho chú tiếp xúc với thế gian xô bồ nhộn nhịp cũng là một cách để chú hiểu rõ mà xa lánh cuộc đời dứt khoát hơn. Vì mai sau này khi thầy không còn nữa, biết đâu chú lại chẳng có dịp tiếp xúc với đời. Thôi thì đây cũng là một thí nghiệm. Thầy thở dài nói: Được rồi, thầy cho phép con cùng đi, nhưng với điều kiện là... Bao nhiêu điều kiện con cũng xin hứa với thầy hết á. Con chỉ muốn đi theo để hầu hạ, để bảo vệ thầy thôi. Thầy cười nói: Làm như thầy già lắm vậy, có gì nguy hiểm cho thầy đâu. Sợ là sợ cho con mà thôi. Con đi theo chỉ mất công thầy bảo vệ con thì có. À, điều kiện của thầy là con chỉ bước theo chân thầy, không được nhìn qua liếc lại. Chỉ nhìn ngay ngó thẳng, ngó dưới đất, phía trước mặt, một đường mà đi. Điều kiện như vậy thôi, làm được không? Dễ ạ, con làm được. Vậy thì đi. Hai thầy trò khăn gói lên đường, khi băng đèo, khi lội suối, khi qua rừng. Đường đi thật cách trở, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra có vẻ nguy hiểm đến tính mạng hai thầy trò, ngoại trừ lúc nghe tiếng cọp gầm. Cao Phong hỏi: Có phải đó là tiếng con cọp mà hôm trước đi ngang qua suối trước tịnh thất của mình không thầy? Chắc là nó. Vùng này chỉ có mỗi một con. Nếu sau này con có gặp nó, con phải hết sức thận trọng. Nó là con thú nguy hiểm nhất trong rừng này đó. Dạ con nhớ. Thưa thầy, tại sao thầy muốn con phải nhìn dưới đất, nhìn thẳng, không ngó qua liếc lại? Con thấy điều kiện thầy đưa ra đâu có lợi ích gì khi đi trong rừng như vậy đâu. Bây giờ chưa tới lúc, khi nào thầy bảo áp dụng thì áp dụng. Đến chiều tối mà hai thầy trò vẫn chưa về được tới ngôi làng gần nhất, ngôi làng mà thỉnh thoảng thầy về thăm vị sư phụ già của thầy. Hai thầy trò nghỉ đêm trong rừng, họ lượm củi khô đốt một đống lửa to, dọn dẹp sạch sẽ chung quanh, trải cỏ làm đệm mà ngủ qua đêm. Sau khi tham thiền, thầy trò nằm xuống ngủ. Đường xa mỏi mệt, thầy ngủ được ngay. Nhưng Cao Phong thì cứ trằn trọc mãi. Chú thấy một nỗi niềm gì đó rộn lên trong lòng, chú không hiểu nổi. Chú chỉ có cảm giác rằng ngày mai khi thức dậy tiếp tục cuộc hành trình, chú sẽ được thầy đưa đến một thế giới rất lạ, khác với thế giới lâu nay chú sống trên núi cao. Có lẽ thế giới đó sẽ có những mới lạ, những bất ngờ mà chú chưa hề gặp. Trăn trở một lúc rồi chú cũng ngủ vùi. Trong mơ, chú mộng thấy con cọp từ bụi rậm phóng ra vồ lấy chú. Chú hét lên một tiếng bừng giấc, mồ hôi ướt đầm cả người. Thầy đã thức và đang ngồi thiền bên đống lửa. Chú bẽn lẽn dụi mắt một lúc rồi cũng xếp bằng ngồi thiền theo thầy. Buổi sáng, hai thầy trò vùi mấy củ khoai với lưỡi than để lót lòng trước khi lên đường. Thầy hỏi: Con nằm mộng thấy điều dữ hôm qua phải không? Dạ, con thấy con bị cọp vồ. Thầy cười. Bởi vậy thầy nói con chẳng nên đi đường xa làm gì, ở lại tỉnh thất mà yên hơn. Nhưng chỉ mới có con cọp thôi cũng chưa đủ thiếu gì. Ở đời còn nhiều thứ nguy hiểm hơn cọp nữa kìa.
ở đời là ở đâu vậy bạch thầy? Cao Phong ngây thơ hỏi. Thầy lắc đầu. Rồi từ từ con sẽ hiểu. À, trong kinh cũng có nhiều đoạn diễn tả về nỗi khổ đau của cuộc đời, của thế gian. Ở đời là ở thế gian đó. Người xuất gia là kẻ muốn vượt thoát cái khổ lụy của thế gian để an trú vĩnh viễn trong niết bàn tịch tịnh. Con đã học điều này rồi mà. Cao Phong ngẫm nghĩ một lúc. Dạ con đã học, nhưng con thấy đâu có lợi gì đâu. Con đang ở trong niết bàn tịch tịnh thì con đâu cần phải vượt thoát cái thế gian khổ lụy hả thầy? Ai bảo là con đang sống trong niết bàn vậy? Thì tự con nghĩ vậy đó. Tại vì con không sống ở đời, có nghĩa là con đang sống trên niết bàn. Thầy lắc đầu ngao ngán, nhưng chẳng biết nói sao. Thầy nghĩ bụng. Nó nghĩ nó đang sống trong niết bàn thì cũng là điều tốt thôi. Một thế giới hồn nhiên bình lặng như vậy thì có khác gì niết bàn đâu. Nó không đối diện với khổ đau, không chịu đựng khổ đau, cho nên đâu có nhu cầu tìm kiếm niết bàn. Niết bàn chính là thế giới nó đang sống rồi đó. Thật là điên khùng khi dạy cho nó những bài học về cách vượt khổ để chứng nhập niết bàn, trong khi nó không hề biết khổ đau là gì. Và cũng thật là điên khùng khi dắt ông Phật bé con này từ niết bàn mà về thăm cõi sinh tử. Có nên không đây? Ta vẫn còn đủ thời giờ để hủy bỏ chuyến đi này. Có nên cho nó đối diện cuộc đời hay không? Thấy thầy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Cao Phong hỏi. Thầy nghĩ gì vậy thầy? Con nói vậy không đúng hả thầy? Thầy giật mình hỏi lại. Con nói gì? Con nói rằng con đang sống trên niết bàn, vậy con đâu cần phải vượt khổ hay thoát ly cuộc đời. Con đâu có ở đời đâu mà thoát ly cuộc đời. Con nói vậy không đúng hả thầy? Cũng đúng thôi. Nhưng con thấy sao? Con thấy niết bàn của con như thế nào? Một thế giới an vui siêu tuyệt phải không? Và sau này có lạc vào một thế giới khác, con sẽ không đắm nhiễm mà luôn nhớ về thế giới niết bàn tịch tịnh của chúng ta để quay về lập tức, phải không? Cao Phong không trả lời ngay, vừa bước tới vừa suy nghĩ. Từ bé thơ đến giờ, chú chỉ biết có mỗi cái thế giới núi rừng hoang sơ mà chú đang sống, chứ không biết thế giới nào khác. Do đó, chú chẳng có ý niệm gì về một thế giới thứ hai để so sánh với thế giới mình đang sống. Câu hỏi của thầy gợi cho chú cái ý niệm so sánh đó. Té ra ngoài thế giới niết bàn, hãy còn có một thế giới khác, cái thế giới mà đôi lúc vô tình thầy đã gọi là thế gian hay cuộc đời. Cái thế giới mà trong kinh nói là ngôi nhà lửa, cần phải ra khỏi. Hình ảnh ngôi nhà lửa lập tức hiện lên, chập chờn trong trí óc chú. Cái trí óc hoang sơ như núi rừng chung quanh, chưa có những ngõ ngách phân biệt toan tính. Chú biết nhà, chú biết lửa, chú biết thế nào là cháy và thế nào là sự nguy hiểm khi ở trong căn nhà rực lửa ấy. Nhưng tại sao lại có một thế giới đầy lửa cháy như vậy? Và tại sao cứ lâu lâu thầy lại xuống núi để đi vào thế giới rực lửa đó? Tuy thầy không nói rõ thầy đi đâu, nhưng ít ra chú cũng đoán được rằng khi thầy không ở trên niết bàn với chú, có nghĩa là thầy đang xuống thế gian rực lửa. Và có lẽ vì sự nguy hiểm đó mà lúc nào xuống núi thầy cũng bắt chú ở lại chứ không cho theo. Chú nói, một cái nhà rực lửa thì cần gì phải bước vào hả thầy? Phải, bước ra thì nên, bước vào thì đừng. Vậy tại sao thầy cứ phải bước vào? Tại sao mình không chữa cho tắt lửa đi mà để cho cháy mãi vậy vậy thầy? Thầy bật cười,
Dừng bước nói: Đúng, thật ra không cần thiết phải bước vào, chỉ có thế giới của chúng ta là thế giới an lành mà thôi. Thế gian là ngôi nhà rực lửa mà không ai chữa tắt nổi. Thoát ly nó thì có nguy hiểm lắm, cho nên chúng ta nên trở về đi thôi. Thầy kéo chú đi lui, nhưng chú níu lại, chú nói: Con thật không hiểu sao thầy đã biết nó nguy hiểm mà thầy vẫn cứ bước vào. Chắc là thầy phải có chủ đích gì đó, sao thầy không nói cho con nghe? Hơn nữa khi nãy thầy hỏi con về thế giới Niết Bàn con đang sống như thế nào, con muốn nói cảm nghĩ của con cho thầy nghe. Khoan về đã thầy. Vậy thì nói đi. Thầy thúc giục. Cao Phong cùng thầy ngồi xuống trên một tảng đá ở vệ đường, ngập ngừng như lựa lời diễn tả. Một lúc sau chú mới tuôn ra hết những cảm nghĩ của mình. Tuy biết rằng thế gian như căn nhà rực lửa, nguy hiểm thiệt, nhưng sao con vẫn thấy có cái gì hấp dẫn cuốn hút mình vào đó. Con thiệt tình muốn hiểu biết cái thế gian rực lửa đầy hiểm nguy mà trong kinh cũng như thầy đã từng dạy cho con. Thầy đã bước vào thế gian rồi, rồi thầy quay trở lại thế giới Niết Bàn của chúng ta một cách bình yên. Vậy tại sao thầy không cho con bước vào thử? Nếu nói rằng thầy có nhiều kinh nghiệm và bản lãnh để bước vào mà không bị nguy hiểm, thì sao thầy không cho con tập sự học hỏi những kinh nghiệm bước vào thế gian của thầy? Con thấy nếu thầy dạy cho con bản lĩnh nghị lực để bước ra bước vào giữa thế gian và Niết Bàn mà không bị phỏng trái, thì hay hơn là cứ bảo vệ con sống bình yên phẳng lặng mãi trên Niết Bàn. Sao con khờ dại quá, ai đời đang ở nơi cõi bình yên mà lại muốn bị khuấy động lên? Đâu có cần thiết phải bước ra bước vào giữa hai thế giới. Khi biết trước thế gian là bất an thì mình tránh né đi, chứ bước vào làm gì cho khổ. Vậy tại sao thầy lại bước vào? Con không hiểu thầy xuống núi để làm gì, có cái gì thế gian mà cứ lâu lâu thầy lại xuống núi? Thầy thở dài lắc đầu ngao ngán. Thôi, thầy nói thật cho con nghe. Thầy đi thăm sư phụ của thầy, tức là sư ông của con đó. Sư ông đang tu ở một ngôi chùa trong làng mà chúng ta dự định vào. Thỉnh thoảng có điều gì còn nghi vấn là thầy về lại sư ông để cầu chỉ giáo. Đó là lý do thầy xuống núi, chứ có phải ham vui gì ở thế gian mà xuống. Cao Phong ngẩn người một lúc lâu, giọng hơi trách móc. Té ra ngoài thầy và con ra vẫn còn có người khác nữa, không phải chỉ có hai thầy trò mình thôi đâu. Chuyện vậy đâu có gì nguy hiểm mà thầy giấu con, không cho con biết. Để con cứ đinh ninh rằng cuộc sống này chỉ có chư Phật ở trên cao, có hai thầy trò ở tỉnh thất và bầy thú trong rừng. Thầy lại thở dài, hai tay ôm lấy đầu nói: Âu đó cũng là lỗi thầy, để cho con trở thành ngu ngơ, không biết một cách trung thực về cuộc sống. Nhưng đó là ý tốt của thầy, con không hiểu sao. Thầy thực tình không muốn con biết nhiều về cuộc đời. Cứ sống như lâu nay con sống, cứ tu tập như lâu nay con đã tu tập. Một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ đạt được đạo quả vô thượng. Không phải vậy sao? Cần gì phải tiếp xúc chung đụng với thế gian? Có biết thêm về thế giới bên dưới, cũng chẳng thêm được gì ích lợi cho đường tu của con nơi đây. Chính vì vậy mà thầy bảo vệ con, không cho con xuống núi. Vậy thực ra thế gian như thế nào? Thế gian là cái gì vậy? Một căn nhà rực lửa mà sư ông lại ở trong đó sao thầy? Nói căn nhà rực lửa là dùng hình ảnh tỉ dụ vậy thôi, chứ có phải là lửa cháy hừng hực như trong bếp lò của mình đâu. Thế gian cũng chỉ là... mà thôi, không cần giải thích nữa. Chúng ta đi. Bước vào thế gian rồi con sẽ hiểu nó như thế nào.
Cao Phong vui mừng bước nhanh theo thầy, vừa đi chú vừa nói: Bạch thầy, con không có ý trách thầy về cách dạy dỗ của thầy đâu. Con chỉ thắc mắc nên hỏi cho ra lẽ vậy thôi. Tại nãy thầy nói con mới nói cảm nghĩ của con, còn một ý nghĩ mà con quên thưa với thầy. Thầy cho phép con nói không thầy? Nói đi, để bụng làm gì? Cái hôm mà con cọp đi ngang tỉnh thất của thầy trò mình, thầy dạy con rằng con cọp đó rất hung dữ, nó sẽ dồ chụp ăn tươi nuốt sống bất cứ con thú nào trong rừng mà nó gặp. Nó cũng sẽ không buông tha cả thầy trò mình nếu nó gặp. Phải vậy không thầy? Phải, đúng như vậy. Cho nên thầy dặn con phải cẩn thận. Nếu biết có con cọp quanh quẩn thì phải tìm cách lánh xa hoặc ẩn nấp đi. Tất nhiên là phải làm vậy rồi. Nhưng kể từ lúc thầy dặn dò như vậy, tự dưng con thấy trong lòng nao nao sao á. Con nói vậy là ý gì? Khó nói quá à. Ý con là ý con là hình như từ lúc biết cuộc sống của mình không được bình yên nữa vì có sự đe dọa của con cọp, con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, hồi hộp hơn, hứng thú hơn đó thầy. Con nghe tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ, vừa lo sợ vừa thích thú. Cho nên đã có lúc con định nói với thầy rằng nếu trong rừng mà không có con cọp, không có sự đe dọa của hiểm nguy thì riết rồi cũng thấy chán lắm. Cho nên mới khi nãy thầy nói rằng sư ông đang ở thế gian, tự nhiên con nghĩ rằng chắc sư ông muốn sống trong nguy hiểm để bớt nhàm chán đó. Nói bậy, lo tịnh tâm mà đi, sắp vào làng rồi đó. Nhớ điều kiện thầy dặn trước khi lên đường không? Dạ nhớ. Đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống đất cách chân ba bước, không ngó tới ngó lui, không liếc nhìn hai bên, giữ tâm trong chánh niệm. Ừ, tốt. Áp dụng bây giờ là vừa. Cao Phong không ngờ thế gian là như vậy. Ngôi làng sư ông đang sống nằm gần thị trấn nên cũng ảnh hưởng đôi chút vẻ sầm uất đông đảo của thị tứ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Cao Phong thứ gì cũng mới lạ, sinh động, nhộn nhịp. Cao Phong như bị choáng ngợp với những điều mới mẻ lần đầu chứng kiến đó. Nào là sông dài lặng lờ chảy uốn khúc với ghe thuyền qua lại tấp nập. Nào là ruộng đồng bát ngát xanh tươi với những hàng lúa thẳng tắp và những người nông phu trai gái hát hò cười cợt. Nào là chợ búa với hàng quán la liệt, thức ăn thức uống, đồ đạc bày biện, ngựa xe lũ lượt, người người lăng xăng lui tới. Điều gì cũng mới, điều gì cũng lạ. Cao Phong luôn miệng hỏi thầy mới biết được tên gọi của từng thứ mà lâu nay chú chưa hề trông thấy. Ban đầu thầy không trả lời, cứ tằng hắn một tiếng để nhắc chú là phải giữ chánh niệm, áp dụng điều kiện đi đường mà thầy đã căn dặn. Nhưng rồi thấy chú cứ ngẩn ngơ đứng lại, ngó hết cái này đến cái khác, thầy đành phải trả lời từng câu hỏi cho chú mới mong kéo chú đi được. Nếu phải giải thích cặn kẽ cho chú hiểu thì e phải mất rất nhiều thì giờ, cho nên thầy cứ trả lời ngắn gọn, dí cái này với cái kia sao cho chú tạm hiểu là được. Lúc mới vào làng, gặp ngay một thiếu nữ trạc chừng 15 tuổi đang chăm sóc vườn hoa trước nhà, Cao Phong cũng ngẩn người đứng lại trố mắt nhìn. Thầy lật đật quay lại kéo tay chú. Nè, nhìn cái gì mà nhìn chăm chăm vậy? Đi chứ. Cao Phong đưa tay chỉ thiếu nữ hỏi: Con đó là con gì vậy thầy? Cũng là người hả thầy? Thầy vừa bực mình vừa lo sợ trả lời nhanh: Con cọp chúa đó, nó còn hung dữ hơn con cọp trên rừng nữa. Con phải tuyệt đối lánh xa những con cọp chúa như vậy. Thế gian này nhiều cọp chúa lắm, nguy hiểm lắm, nhớ chưa? Dạ nhớ. Vừa đáp lời thầy, Cao Phong vừa thấy rùng mình, vội vàng nhìn xuống đất, bước nhanh theo thầy, tim chú đập mạnh. Cuối cùng hai thầy trò cũng đến được ngôi chùa của sư ông một cách bình an. Vào lại sư ông thăm hỏi sức khỏe rồi, hai thầy trò được sắp xếp một phòng nghỉ ở hậu liêu. Thầy nhìn Cao Phong thấy sắc diện chú có vẻ thất thần không được bình thường,
liền hỏi: À, con đi đường xa không quen, chắc mệt mỏi lắm hả? Dạ không sao, con chỉ thấy tim con đập mạnh quá xa, chưa bao giờ đập mạnh vậy. Vậy là mệt lắm đó, nằm nghỉ đi, chút nữa sẽ khỏe lại. Nói rồi thầy định bước ra khỏi phòng thì Cao Phong nói với theo: Bạch thầy, con vẫn còn thắc mắc. Thầy dừng lại ở bậc cửa. Gì nữa, thắc mắc gì? Con thấy con cọp chúa hồi nãy đâu có vẻ gì là hung dữ đâu, mà thầy nói là hung dữ hơn cọp trên rừng. Tâm ý con thật lăng xăng, mới lần đầu vào thế gian là đã như vậy rồi, con thấy không? Thật là trở ngại cho việc định tâm. Thầy nói hung dữ là hung dữ, cần gì phải hỏi lại chứ. Vậy sao khi nãy nó nhìn con nó cười? Xì, nó cười như vậy cho con đến gần rồi nó ăn thịt con mấy hồi. Đừng có nghĩ đến nó nữa được không? Nghĩ qua đêm, sáng sớm ngày mai trở về gấp, không nên nấn ná với này lâu. Thế gian này không thích hợp với con chút nào cả. Thôi, nằm xuống nghỉ đi. Thầy có việc phải lên hầu chuyện sư ông bây giờ. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, thầy trò đã khăn gói lên đường trở về với rừng xanh núi thẳm. Suốt đoạn đường trở về, Cao Phong lầm lì bước theo thầy, không hé môi nói một lời. Hai ngày sau mới về tới tỉnh thất. Thầy trò sống lại thế giới bình an như trước, nhưng trong lòng Cao Phong đã không còn thấy bình an nữa. Chú không buồn ăn, không buồn ngủ, không buồn nói chuyện với thầy. Chú thức suốt liên tiếp mấy đêm, ngồi thừ ra một chỗ, chẳng chịu thiền định, chẳng chịu tụng kinh hay làm công tác gì. Thầy hết sức dỗ dành, chăm sóc cũng không sao làm chú nguôi ngoay được. Hỏi nguyên cớ gì thì chú không đáp. Đến ngày thứ năm thì chú nằm liệt, không ngồi dậy được nữa, trùm chăn nhìn trần nhà, mắt thao láo không lay động như người chết. Thầy lo âu ngồi mãi bên chú, vừa khuyên dỗ vừa cầu nguyện. Đến tối thì hơi thở chú yếu dần, tay chân lạnh ngắt. Thầy hoảng quá hỏi: Cao Phong à, con thật sự muốn gì? Thầy sẽ tìm cách giúp con, đừng có tự hành hạ như vậy mà bỏ mất thân mạng. Có phải con không muốn sống được tỉnh thất này nữa phải không? Cao Phong không trả lời, chỉ thấy mắt chú chớp một cái. Thầy hỏi tiếp: Có phải con muốn về sống cạnh sư ông cho được vui vẻ hơn phải không? Cao Phong vẫn không trả lời, có vẻ như suy nghĩ, rồi mắt chú chớp chớp vài cái. Thầy ngồi im một lúc, cố tìm hiểu nguyên do, bất chợt thầy hỏi: Hay là con muốn mua sắm những thứ người ta bán ngoài chợ đem về đây? Những thứ mà con đứng lại ngắm nghía hỏi thầy hoài đó. Cao Phong nhăn mặt, thầy thở dài nói: Thầy thật chẳng hiểu con muốn gì, khi không về tới đây lại thất thần nằm liệt luôn. Thầy thật là sai lầm khi siêu lòng để con đi theo thầy chuyến này. Đã nói trước là thế gian tối ư nguy hiểm mà con cứ nặng nặc đòi theo. Có gì đâu, con cũng đã thấy, đã biết hết rồi đó, chẳng có gì vui thú cả. Thế gian chỉ giăng đầy những cạm bẫy và tai họa. Thế gian chỉ có những con cọp chúa chuyên ăn thịt người mà thôi, chứ gì đâu mà tham đắm. Nghe thầy nói đến đó, mắt Cao Phong chớp lia chớp lịa, mặt chú bỗng sáng rỡ lên, quay mặt nhìn về hướng thầy. Thấy vậy thầy giật mình lắp bắp: Té ra con thích con cọp chúa hả? Cao Phong gật đầu liên tiếp mấy cái, như thể sợ rằng gật một cái thì thầy chưa hiểu, chưa tin được. Thầy thở dài thả người xuống, nói bâng quơ: Ê, là nghiệp, là ái dục, làm sao trốn khỏi mà trốn kìa chứ. Nói rồi thầy đứng dậy rảo bước quanh phòng. Cao Phong nhướng mắt nhìn theo thầy chờ đợi.
Thầy suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng thầy đến bên giường Cao Phong, sờ trán chú, kéo lại tấm chăn đắp ngang cổ chú rồi nói: Thầy sẽ đưa con về sống với thế gian, con phải ngủ và ăn uống lại cho lấy sức rồi mới đi đường xa được. Cao Phong nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp mà thầy mới thấy được từ mấy ngày nay. Hôm sau, Cao Phong đã sinh hoạt trở lại bình thường, không nằm liệt trên giường nữa. Và chỉ vài hôm kế tiếp, chú nằng nặc đòi thầy đưa đi. Thầy đem chú về làng gửi gắm sư ông. Thầy nói rằng chú muốn hoàn tục hay ở tu tại chùa sư ông là tùy ý chú. Nhưng ít nhất trong thời gian đầu về với thế gian, chú cũng có chỗ để nương tựa. Rồi thầy một mình trở về tỉnh thất buồn bã. Thầy đã mất đi người học trò dễ thương, trong sạch, ngây thơ như con nai nhỏ ở đồng xanh. Dù sao thầy vẫn còn tin tưởng rằng những gì thầy dạy Cao Phong từ 15 năm nay không hẳn là đã mất hết trong tâm hồn chú ấy. Người ta có thể chồng lên nhiều lớp nhơ bẩn trên một tâm hồn, nhưng không thể làm mất đi cái bản chất trong sạch cao khiết của nó. Và cũng từ ngày đó, thầy quyết định không rời tỉnh thất nữa, dù là để tham bái sư phụ mình. Thầy nỗ lực tịnh tu trên núi cao, quên bẵng đi tất cả. 5 năm sau, Cao Phong lên núi thăm thầy. Cao Phong đã ra vẻ một người thế tục hẳn hoi, không còn cái vẻ ngượng ngập lúng túng ngày xưa khi mới bước chân vào đời nữa. Cao Phong cố tình ăn mặc đơn sơ để đi đường xa và nhất là để bái kiến thầy, nhưng cũng không giấu hết được những dấu hiệu tối thiểu của một cuộc sống sang trọng giàu có. Cao Phong kể lại cho thầy nghe rằng chàng hiện là con rể của quan tuần phủ, vợ chàng đang mang thai lần thứ hai. Cuộc sống thế gian, theo lời Cao Phong, là một cuộc sống thú vị và đầy hấp dẫn. Thầy nhìn trò chỉ gật gù chứ không ý kiến. Thầy không ngờ đứa học trò năm xưa đã thay đổi quá nhiều ngoài sức tưởng tượng của mình. Trên nét mặt Cao Phong, thầy thấy cái vẻ hả hê của một người muốn gì được nấy. Cao Phong kể chuyện huyên thuyên về những thành tựu của chàng. Chưa hết, Cao Phong còn nói loáng thoáng về những thú vui lạ kỳ của thế gian mà chàng không ngờ rằng nó làm chàng hạnh phúc đến như vậy. Chẳng hạn như niềm vui có con. Cao Phong nói: Thầy có thấy đó là điều mầu nhiệm không? Sau cuộc giao quan giữa vợ chồng, tự dưng một mầm sống được thai nghén, lớn dần lên rồi chui ra thành một con người giống y chang như cha hoặc mẹ nó. Thật là lạ kỳ. Rồi con người đó cũng biết ăn uống, cử động, suy nghĩ, làm được tất cả những động tác mà cha mẹ nó đã làm. Kỳ diệu làm sao. Qua đứa con đó, người cha người mẹ thấy được khả năng sáng tạo của mình và thấy được sự tồn tại của mình qua không gian, thời gian. Chẳng phải đó cũng là một cách để trở nên bất tử hay sao? Thầy biết không, sung sướng nhất là khi nhìn thằng con trai giống hệt mình chạy tung tăng đùa giỡn như một con nai con, vui quá đi thôi. Thầy bỗng bật cười một tràng sang sảng vang động cả núi rừng. Thầy cười lâu lắm và nụ cười lạ lắm. Cao Phong không hiểu nổi. Chàng ngẩng người ra, ngồi nhìn thầy. Một lúc sau thầy mới dịu dần, nhìn Cao Phong với nụ cười chưa tắt hẳn, hỏi: 5 năm sống ở thế gian, có bao giờ con nhớ nghĩ về thế giới yên tĩnh này không? Cao Phong đáp ngay không cần suy nghĩ: Dạ có, con có nghĩ về thầy và tỉnh thất này chứ. Vậy con nghĩ gì về thế giới của ta và thế giới bên dưới? Cao Phong nói liền: Đôi lúc con thấy thầy thật tội nghiệp. Con tự hỏi tại sao thầy phải chấp nhận giam mình nơi một chỗ heo hút buồn tẻ như vậy. Thế gian đâu có rực lửa, đâu có nguy hiểm như trong kinh nói mà thầy lo sợ. Thế gian có nhiều niềm vui, nhiều mới lạ, nhiều bí ẩn cần khám phá. Những con cọp chúa mà thầy cảnh giác con năm xưa nay cũng vui vầy bên con, chăm sóc cho con. Không phải một con mà có thể là nhiều con nữa, vẫn không hại gì con cả. Họ rất thương yêu con, ngược lại con cũng rất thương yêu họ. Thật là một cuộc sống hạnh phúc, không phải phẳng lặng buồn tẻ như nơi đây đâu.
mỗi ngày mỗi giờ là mỗi mới lạ kỳ thú không sao kể hết được. Tóm lại, niết bàn của thầy thực ra không đem lại hạnh phúc gì cả, chỉ có thế gian mới thật là đáng sống. Thầy im lặng không nói. Cao Phong chắp tay lại thầy. Dạ, hôm nay con đến thăm thầy là để nói với thầy điều đó. Nếu thầy muốn theo con về thế gian, con sẽ chăm sóc và lo cho thầy, sẽ chứng minh cho thầy thấy vẻ đẹp muôn màu của thế gian. Thầy đưa tay chặn ngang Cao Phong lại, ôn tồn nói. Con đừng khuyến dụ ta vô ích. Con hãy trở lại với thế giới kỳ tuyệt của con đi. Cuộc sống nơi đây thích hợp với ta hơn. Cao Phong không dám nói nữa, lại thầy rồi đi. Thầy đưa chàng qua khỏi con suối nhỏ chảy ngang Tịnh Thất. Cao Phong đi một khoảng xa thì quay đầu lại, nhìn dáng thầy sừng sững bên ngọn núi dựng đứng. Cao Phong thương thầy phải sống cô độc như ngọn núi ấy. Thầy thì qua cái nhìn ngoảnh lại của Cao Phong, chợt nhận thấy rằng Cao Phong tuy đã thay đổi tất cả, nhưng đôi mắt nâu kia hãy còn dương lại chút ngây thơ trong sạch của ngày cũ. 30 năm sau, thầy đang rửa chân bên suối thì Cao Phong lại xuất hiện. Bây giờ thầy đã là một sư cụ trên 70 tuổi, còn Cao Phong đã trở thành một ông già gần 60. Cao Phong ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc dơ bẩn, đầu tóc bù xù như ổ quạ. Nhưng chính đôi mắt nâu hiền lành như con nai con của Cao Phong đã khiến thầy nhận ra ngay đứa học trò năm xưa của mình. Thầy nghĩ bụng, cái trong sạch dễ thương đó đến chết cũng hãy còn mang theo. Thầy gọi. Cao Phong, còn đó hả? Cao Phong bước vội đến bên thầy, sụp lại vừa nói vừa khóc. Dạ, con đây. Thầy, thầy, thầy nói cho con nghe đi. Tại sao những gì ta thấy có đó thì lại tan biến, mất hút, rời bỏ ta? Tại sao những gì ta yêu quý lại không ở bên ta mãi mãi à thầy? Thầy không trả lời thẳng câu hỏi của Cao Phong, chỉ nói: Rửa đi con, rửa mặt cho tươi tỉnh. Cao Phong dốc nước suối rửa mặt xong, theo chân thầy vào Tịnh Thất. Thầy ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Cao Phong cũng ngồi trên một bồ đoàn khác ở gần đó. Hai thầy trò im lặng không nói gì. Cao Phong nhìn ra cửa sổ thấy cây xoài năm xưa nay vẫn còn đó, có hai con sóc đuổi nhau đùa giỡn trên cành. Chim chóc vẫn hót, côn trùng vẫn kêu vang, đều là những âm điệu quen thuộc năm xưa, hầu như không có gì thay đổi. Nhưng bỗng có tiếng cọp gầm ở đâu vang dội đến. Cao Phong giật mình đánh thót một cái rồi bật cười nói: Thế gian chỉ là một giấc mộng thôi thầy à. Thầy mỉm cười hài lòng, không nói gì, nhưng thầm nghĩ trong bụng rằng: Ngay cả niết bàn cũng vậy thôi. Cây đa chùa cũ, tác giả Vĩnh Hảo. Chú Hữu quét sân xong không vội vào trong như thường lệ. Chú cầm chổi đến dưới gốc đa, đặt cây chổi một bên. Chú ngồi nghỉ mệt một chút, hóng gió cho ráo mồ hôi. Rồi chú móc trong túi áo và khách ra một mẩu giấy nhỏ. Trên đó chú đã ghi sẵn 10 chữ Hán, kèm theo cả âm lẫn nghĩa từng chữ. Chú nói với gốc đa: Đa ơi, giúp tôi mau thuộc như đa, giúp tôi như đa. Rồi chú bắt đầu học. Chú lấy một cái que nhỏ, viết các chữ ấy trên đất, học kỹ từng chữ, cho đến khi nào học thuộc, chú mới vào trong để phụ với cô Diệu Lan nấu bếp. Chú còn nhỏ, mới 13 tuổi thôi, nên chú chẳng thắc mắc gì về cô Diệu Lan này. Ngày chú vào chùa xuất gia cách đây 2 năm, cô ấy đã có sẵn trong chùa,
dọn dẹp lặt vặt, nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ thầy. Chú đi tu làm chú tiểu thì đương nhiên chú cũng săn tay làm việc chùa, phụ giúp cô ấy một tay. Có khi thầy dạy chú rằng cô Diệu Lan không phải là người tu như thầy và chú, cho nên đúng ra những công việc trong chùa chú phải cán đáng hết. Nhưng vì chú còn nhỏ, không lo nổi mọi việc, cô Diệu Lan sẽ tiếp tục công việc chùa cho đến khi chú trưởng thành. Nghe thầy dạy như thế, chú thấy trong lòng biết ơn cô Diệu Lan lắm. Nếu không có cô ấy thì thật là cực nhọc cho chú biết bao. Công việc trong chùa không phải là ít, vừa thỉnh chuông khuya, chuông tối, vừa tụng kinh mỗi ngày bốn thời, vừa quét dọn trong nhà, ngoài sân, tưới cây, nấu cơm, giặt đồ cho thầy. Chưa kể có khi còn đấm bóp cho thầy vào mỗi tối nữa. Vào bếp nấu ăn phụ cô Diệu Lan có nghĩa rằng chú đến ngồi quanh quanh bếp để chờ cô ấy sai giặt. Có khi cô bảo chú xách nước giếng lên cho cô rửa rau, hoặc rửa tay, rửa chân. Có khi cô sai chú đi mua nước đá ở quán chè đầu đường về để cô pha nước chanh mời thầy uống. Và những lần pha nước chanh như thế, bao giờ cô cũng tự thưởng cô một ly mà không bao giờ cô có ý mời chú. Có lẽ cô nghĩ rằng chú có bổn phận phục vụ cô vì cô đã bỏ hết thời giờ của cô ra để chăm lo việc chùa. Nhờ đó chú mới được chút rảnh rang mà học kinh kệ, học chữ Hán. Chú mang ơn cô, tất nhiên chú có bổn phận phải phục vụ lại cô để đền đáp phần nào công ơn đó. Nghĩ vậy chú không dám hó hé hay buồn phiền gì. Cô sai gì chú làm nấy, thậm chí có khi cô còn sai chú xách nước và bồn tắm cho cô tắm nữa. Buổi tối cô Diệu Lan ngủ dưới bếp, dưới đó có một phòng riêng dành cho cô. Còn chú cũng có một phòng riêng ở phía bên trái của chánh điện. Phòng của thầy thì ở phía bên phải. Hai phòng cách nhau một khoảng rộng của chánh điện, và hai phòng cũng cách xa nhà bếp một khoảng sân sau cùng nhà ăn của chùa. Thỉnh thoảng chú nghe tiếng nói chuyện của cô Diệu Lan và thầy ở bên kia vọng qua. Chú biết là cô Lan đang đấm bóp cho thầy. Thầy có thói quen phải đấm bóp trước khi ngủ, không đấm bóp thì không ngủ được. Lâu lâu cô Diệu Lan về quê, thầy bảo chú qua đấm bóp thay. Thầy nói tay chú còn yếu lắm, khi nào chú lớn thì mới đấm được như ý thầy muốn. Cho nên khi cô Diệu Lan từ quê trở lại chùa, thầy lại tiếp tục nhờ cô ấy đấm bóp mỗi tối, chứ không bảo chú làm công việc ấy nữa. Chú mừng lắm, nếu cô Diệu Lan nhận làm công việc đó, vì suốt ngày mệt mỏi rồi, chú cũng chẳng muốn thức khuya để đấm bóp, dù chú luôn nghĩ rằng chú có bổn phận phải hầu hạ, phục dịch thầy, thay vì ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Cho đến khi cô Diệu Lan mang thai, chú cũng chẳng thắc mắc gì cả. Chú chỉ giật mình vào một sáng nọ khi phát giác rằng cái bụng của cô tự dưng mà tròn vinh như cái trái dưa hấu loại thượng hạng. Ngày nào chú cũng gặp cô mà chú không biết bụng cô lớn dần. Chú cũng không biết tại sao cô ấy mang thai nữa. Chú nhớ hồi ở nhà, khi mẹ chú mang thai, chú hay tới rờ bụng mẹ hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ có em bé vậy mẹ?" Mẹ chú cười chẳng trả lời được. Một lúc sau bà nói cho qua chuyện: "Thì có gì đâu con, tự dưng tới tuổi thì đàn bà phải có thai thôi." "Vậy hả mẹ?" Từ đó chú tin rằng con gái lớn lên thì có thai. Nay cô Diệu Lan có thai thì đúng rồi, có gì đâu mà thắc mắc. Tuy nhiên thời gian cô ấy mang thai chú thật là cực khổ. Cô ấy nóng tánh làm sao, hở một chút là cô la, cô mắng, cô chửi chú. Chưa hết, cô sai chú liền tay. Cô ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, làm chú mệt đứt hơi. Bụng cô càng lớn, chú càng mệt nhọc với công việc. Chú thầm cầu mong cô sau lần có thai này là đủ rồi, đừng có thai thêm lần khác nữa. Cũng trong thời gian này, cô không đấm bóp cho thầy, nên mỗi tối chú phải qua phòng thầy đấm bóp cho thầy trước khi thầy ngủ. Thầy dạy: "Nè, cô Diệu Lan bụng mang dạ chữa, con phải hết lòng giúp đỡ cô ấy nghe. Đừng để cô ấy phải làm những công việc nặng nhọc. Thấy cô làm gì thì mình giành lấy mà làm, không phải đợi cô ấy sai. Khi nào sanh xong cô ấy sẽ làm việc bình thường lại, khỏi phải phiền con nhiều. Thời gian này chịu khó đi, muốn tu thành Phật thì phải tập tu, tập chịu cực nhọc cho quen, biết không?"
Chú chỉ dạ và im lặng đấm bóp. Lâu nay ở chùa chú chẳng bao giờ nệ hà chuyện gì. Chùa chỉ có ba người: thầy, cô Diệu Lan và chú. Thầy và cô là người lớn tuổi, như cha mẹ, như cô, như cậu trong nhà. Có sai chú làm việc thì cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, rồi lúc chú thấy buồn tủi khi bị cô Diệu Lan la mắng. Thời gian mang thai cô càng dữ dằn hơn, đụng đâu phan đó, đến thầy mà cô còn không dị nể, huống chi là chú. Bị cô la vì những chuyện vô lý, chú ấm ức lắm, nhưng chẳng biết bộc bạch với ai. Mấy phen chú trình lên thầy rằng chú bị cô ấy trách oan, thì thầy gạt đi, cứ bên vực cô ấy, chẳng kể gì đến những gì chú nói cả. Những lần như thế, chú chỉ biết ra ngồi ngoài gốc cây đa khóc một mình. Từ lúc con chó tên Tuất ở chùa, người bạn thân yêu duy nhất của chú, bị xe cán chết, chú chỉ còn biết tâm sự với cây đa trước sân. Cây đa không biết nói, không ve vẩy liếm tai liếm chân chú, không kêu sủa như con Tuất, nhưng chú biết cây đa lúc nào cũng lắng nghe một cách chân tình những gì chú tâm sự. Chú để ý mỗi lần chú buồn và khóc, tự dưng có gió ở đâu thổi qua, lá đa xào xạc, các dây leo đông đưa trước mặt chú. Chú cho đó là cách mà cây đa biểu lộ tình cảm của nó. Chỉ có cây đa đó mới an ủi được chú mà thôi. Khi được cây đa an ủi, nước mắt chú càng rơi nhiều hơn. Chú có cha mẹ chứ chẳng phải không, nhưng chú là đứa bé khó nuôi, cha mẹ lại nghèo, nên nghe lời người ta đem chú lên gửi ở chùa cho thầy nuôi giùm. Chú vào chùa ở thì tự dưng mọi thứ bệnh đều hết. Ngay cả cái bệnh còi mà cha mẹ chú nghĩ là không thể trị được cũng hết luôn. Và chú đang nảy nở phát triển thấy rõ, chứ không đèo đẹp như trước kia nữa. Vì thế nếu chú có thưa với cha mẹ những chuyện làm chú buồn, thì cha mẹ cũng chỉ bên vực thầy, bên vực cô Diệu Lan để mà quy lỗi cho chú thôi. Thậm chí cha mẹ chú còn có ý nghĩ rằng sẽ gửi chú luôn ở chùa, chứ không đem chú về lại với gia đình nữa. Thì chuyện gì cha mẹ cũng muốn cho qua để êm thấm, chứ đâu có dám bên vực chú để rồi mất lòng thầy cô đâu. Những cảm nghĩ đó chú đều nói cho cây đa nghe. Chú nói rằng ngoại trừ con Tuất và cây đa ra, không ai thương chú hết. Chú còn nghĩ rằng nếu Đức Phật có hiện xuống ngôi chùa này, thì Ngài cũng đi gặp thầy trụ trì, người có thẩm quyền của chùa, để nói chuyện, chứ làm sao Ngài để ý tới một chú tiểu nhỏ bé như chú. Hôm nay chú lại bị cô Diệu Lan quở trách nữa. Chuyện chẳng có gì quan trọng, chú đang ngủ trưa trong phòng riêng thì cô vào gọi giật dậy, sai ra chợ mua cho cô trái xoài xanh. Chú không muốn đi, trùng bùng ngồi ì một chỗ. Cô tru tréo lên, chưa đầy một phút sau là thầy bước xuống. Cô nói liền mà như trách thầy không biết dạy chú vậy. Sai nó ra chợ một chút mà cũng không được nữa. Đó, rồi ngồi một đống à. Chú dùng dằn nói: hồi sáng đi chợ á, sao cô không dặn mua luôn lần, bây giờ biểu mua nữa. Mà mua gì quan trọng vậy chứ, trái xoài thôi chứ có gì đâu. Cầm miệng, thầy nói. Cô sai thì đi, không được cãi. Giờ muốn ở chùa hay muốn ra đường? Chú vội vàng đứng dậy, xuống bếp rửa mặt rồi cầm tiền ra chợ. Cô còn dặn chú mua xoài ở đâu, lựa xoài như thế nào. Chú làm thinh không dạ không ừ. Ra tới gần cổng chùa, chú còn nghe thầy nói với theo: khi nào cô sai mà chú không muốn đi, lên đây nói tôi đi. Đi bộ một mình dưới trời nắng chang chang, chú thấy trong lòng thật là bực dọc. Chưa bao giờ chú thấy bất mãn như lúc này. Tại sao chỉ ăn một miếng xoài cho vui mà bắt một đứa con nít gian nắng đi xa như vậy? Thèm gì mà bất nhơn vậy? Chú đây còn là con nít mà chú có thèm ăn giặt bậy bạ đâu, tự dưng nổi hứng giữa trưa bảo đi mua xoài. Đi gần tới chợ, nghe một tiệm bán sách báo và dụng cụ học sinh, chú bỗng bắt gặp một chú tiểu khác đâu chừng 16 tuổi đang đứng trong tiệm. Chú tò mò đứng lại nhìn. Chú tiểu kia mặc áo dài năm thân màu lam, trông đàng hoàng, chững chạc lắm, chi đầu như chú chỉ mặc bộ đồ giặt khách đỏ lét. Áo hơi giống áo bà ba, may thêm một vạt ngắn phía bên phải. Quần thì luồn dây thun cùng màu với áo.
Đồ vặt khách chú bận thì suốt ngày này qua tháng nọ chẳng thay đổi, dù ở trong chùa hay đi ra đường. Ông chủ tiệm thấy chú đứng tần ngần trước cửa tiệm, bèn nói với chú tiểu bên trong: Kìa, có bạn chú ngoài kia kìa. Chú tiểu kia quay nhìn ra, hai chú bỡ ngỡ ngó nhau một lúc. Chú tiểu trong tiệm sách bỗng đưa hai tay chắp lên ngực chào chú. Xưa nay chẳng ai chào chú như vậy cả. Chú lúng túng chắp tay chào lại. Chú không ngờ chú tiểu kia lớn tuổi hơn mình mà lại chào mình lịch sự như vậy. Chú tiểu kia dạng dĩ từ trong tiệm bước ra đến gần chú hỏi: Chú ở chùa nào vậy? Ở chùa Nghĩa Trũng. Nghĩa Trũng? Nghĩa Trũng. Còn chú? Ở chùa Từ Quang. Chú đi đâu đó? Đi chợ. Còn chú? Đi mua tập và bút máy, tại vì sắp tới ngày khai giảng rồi. Vô đi chơi. Chú rụt rè bước vào, mắt liếc nhìn cách ăn bận của chú kia và thấy rõ sự khác biệt giữa mình với chú ấy. Chú có vẻ lượm thộm lôi thôi quá. Tuy rằng ở chùa thì chẳng cần phải ăn diện gì, nhưng ít nhất cũng phải tươm tất gọn ghẽ khi ra đường. Thầy và cô Diệu Lan chẳng hề nghĩ đến chuyện sắm áo dài cho chú mặc ra đường. Ngay cả đôi dép cũng không mua. Đi đâu chú cũng cứ đi chân trần như một hành khất. Áo quần thì đỏ loét đỏ loe với loại vải rẻ tiền nhất, trông chẳng ra con giáp nào cả. Chú kia lại hỏi: Chú pháp danh gì? Pháp danh tôi quên rồi, vì chưa có bao giờ thầy gọi bằng pháp danh hết á. Tên của tôi là Hữu. Chú có pháp danh rồi hả? Tôi pháp danh là Tâm Tuệ. Chú chuẩn bị sách vở đi học chưa? Chú học ở đâu vậy? Học ở trường Bồ Đề, nhưng mà sách vở chưa có sắm. Trường Bồ Đề thôi hả? Chứ không vào Phật học viện à? Phật học viện sắp sửa khai giảng, các chùa đang chuẩn bị cho các chú tiểu như tụi mình vào đó đó. Phật học viện là cái gì? Ủa, chú không biết hả? Phật học viện là trường dạy cho tụi mình về giáo lý, kinh điển, chữ Hán, các thứ đó. Tôi có học chữ Hán và học kinh ở chùa, thầy tôi dạy đó. Như vậy đâu có đủ. Chùa nào cũng có dạy như vậy hết. Nhưng muốn học theo trường lớp, theo chương trình của giáo hội đàng hoàng thì phải vào Phật học viện kìa. Vậy hả? Mà tôi đâu có biết Phật học viện có xa không vậy? Xa. Phật học viện ở tận trong Hội An, cách đây chừng 30 cây số. Vậy làm sao mình đi học mỗi ngày được? Tâm Tuệ cười nói: Đâu có đi mỗi ngày, mà mình phải tới Phật học viện ở luôn tại đó mà học. Ở luôn? Đó là chỗ cho tụi mình vừa ở vừa tu vừa học. Vậy chắc ở đó đông bạn bè lắm ha? Dĩ nhiên là đông rồi. Phật học viện nào cũng có khoảng 70-80 tăng sinh ngang tuổi ngang lớp với nhau. Làm sao mình xin vô học tại Phật học viện được? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Phải học thuộc 2 thời công phu, 4 cuốn luật, học qua giáo lý sơ đẳng phổ thông, chút ít chữ Hán, đâu chừng 3.000 từ là đủ. 3.000 từ lận hả? Rồi phải thi vào, nếu đậu thì được học, không thì thôi. Mà phải có giáo hội hay là thầy bổn sư giới thiệu nữa. Ủa, thầy bổn sư là ai vậy? Chú Hữu ngây thơ hỏi. Tâm Tuệ tuy không lớn hơn chú Hữu bao nhiêu, nhưng cũng nhanh trí biết rằng người bạn mới của mình đã không được may mắn học hành hiểu biết nhiều như mình. Tâm Tuệ nói: Thầy bổn sư là thầy nhận cho chú xuất gia, cạo đầu, đặt tên pháp danh cho chú đó. 2 thời công phu thì tôi biết rồi, nhưng 4 cuốn luật với lại giáo lý sơ đẳng là gì? Làm sao có được để học đây? Chú chưa học luật và giáo lý sơ đẳng hả? Chú lên hỏi thầy, thầy sẽ cho. Nếu ở chùa chú không có bộ luật Sa Di 4 cuốn thì qua chùa Từ Quang tôi tặng chú một bộ. Bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư bằng chữ Hán cũng có ở bên tôi nữa, tôi sẽ tặng chú. Chú Hữu mừng rỡ ra mặt, cảm ơn bạn mà rưng rưng cả nước mắt. Chú những tưởng suốt cuộc đời mình chỉ biết có thầy, cô Diệu Lan và cây đa trước sân,
Không ngờ hôm nay tâm tuệ mở ra trước mắt chú một khung trời tương lai đầy ánh sáng. Chú nói với tâm tuệ: Vậy chắc thầy của tôi không có bộc lộ đó đâu, bởi vì tôi không bao giờ nghe thầy tôi nhắc tới hết á. Hả? Vậy tôi theo chú tới chùa của chú bây giờ liền được không? Chú đi chợ mà. Nhưng mà tôi ghé qua chùa chú xong cái tôi đi chợ sao cũng được. Có sao không? Nghe nói Tâm Tuệ nói đến đó thì im rồi lại nói: Nếu chú đi được mà về không bị la thì tụi mình đi. Nhưng khoan, đợi tôi trả tiền sách cái đã. Trong khi Tâm Tuệ lo tính tiền với ông chủ tiệm, chú Hữu đứng ngẫm nghĩ về số phận mình. Chú ở chùa đã hơn 2 năm mà thầy chỉ dạy cho học 2 thời công phu để mà tụng kinh hằng ngày, sau đó dạy cho chút chữ Hán để mà tập đọc sớ điệp công văn mà cúng đám, chứ chẳng bao giờ dạy chú giáo lý hay kinh luật gì khác. Đứng trước Tâm Tuệ, chú thấy mình sao quê mùa ngốc nghếch. Mà Tâm Tuệ hình như có ý nghĩ gì không tốt đối với ngôi chùa mà chú đang ở thì phải. Cũng may Tâm Tuệ tốt bụng không khinh chê chú. Chú thầm cảm ơn Đức Phật, cảm ơn cây đa đã cho chú gặp người bạn tốt như Tâm Tuệ hôm nay. Khi Tâm Tuệ trả tiền xong, hai chú cùng đi bộ đến chùa Từ Quan. Chùa này cũng nằm trên cùng một con đường với chùa Nghĩa Trũng mà chú Hữu ở, nhưng hai chùa cách nhau xa cả cây số. Vào chùa, Tâm Tuệ đưa bạn vào phòng riêng của mình, rồi lục soạn trong đống sách trên bàn học, lấy ra vài cuốn sách đưa cho chú Hữu. Đây là cuốn luật sa di mà tôi nói khi nãy, phải học thuộc lòng. Trong này vừa có cả âm lẫn nghĩa, đáng lẽ phải có người giảng dạy, nhưng nếu chú không có người dạy thì cứ học thuộc lòng trước đi, rồi sau này sẽ học kỹ hơn. Ở đây tôi có thầy dạy nên học cũng nhanh lắm, độ chừng 2 tháng thì xong à. Chú Hữu nhẩm tính một lúc rồi hỏi: Bao giờ thì Phật học viện khai giảng vậy? Tháng sau, bây giờ đã có người tập trung tại đó rồi, vì còn phải trải qua một kỳ thi nữa. Vậy thì tôi đâu có học kịp. Chú Hữu nói: Chắc là không kịp, nhưng nếu cố gắng hay là đi đại đi. Làm sao? Tức là đến Đại Phật học viện năn nỉ được ở đó mà học. Nếu không cho học thì xin ở đó mà tu cũng được. Xin ở được thì vào học ké cũng đâu có khó khăn gì. Làm vậy cũng được nữa hả? Chú Hữu mừng rỡ hỏi: Tôi nghĩ là được, vì mấy thầy ai cũng thương các chú tiểu như tụi mình. Nếu chú lạy thầy giám diện, nói hoàn cảnh của mình rồi xin ở đó tu học, chắc thầy thương mà nhận. Chú Hữu sung sướng, thấy như mình đã được tham dự vào Phật học viện rồi vậy. Chú cũng thầm cảm phục Tâm Tuệ, người đâu mà lanh lợi quá đỗi. Hai chú đang ngồi nói chuyện với nhau thì thầy của Tâm Tuệ bước ngang cửa phòng. Thấy chú tiểu lạ, thầy bước vào. Tâm Tuệ và chú Hữu cùng đứng dậy chắp tay vái chào. Thầy xoa đầu chú Hữu hỏi: Con ở đâu tới đây? Con ở chùa nào? Giọng thầy nghe ấm cúng tình cảm làm sao. Chú ngước lên trả lời thầy: Dạ, con ở chùa Nghĩa Trũng. À, chùa Nghĩa Trũng. Thầy con có khỏe không? Dạ, khỏe. Tâm Tuệ bỗng nói chen vào: Con mới quen chú ngoài tiệm sách Tiến Đức. Chú ở chùa 2 năm rồi mà chưa được cho học giáo lý. Chùa Nghĩa Trũng không có kinh sách gì hết, bạch thầy. Thôi. Thầy không nói, lẳng lặng đến ngồi bên bàn học của Tâm Tuệ. Tại thầy ấy muốn cho chú trao luyện đức hạnh trước, học hành sau. Cũng như người ta nói tiên học lễ, hậu học văn đó mà. Chưa chắc hoàn cảnh của chú ấy như vậy là xấu hơn con đâu. Tâm Tuệ tiếp tục nói, và chính lúc này chú Hữu mới nhận thức được rằng trong giọng của Tâm Tuệ hằn lên những bực tức, như thể chú ấy đang nói lên sự bất mãn thay cho hoàn cảnh của mình. Hồi trước chú Tiến cũng ở chùa Nghĩa Trũng ra đó, bạch thầy. Chú ấy cũng giống như chú Hữu bây giờ, may mà. Thôi con à, thầy cắt ngang. Chuyện xưa rồi nhắc lại làm gì? Mỗi nơi có một nếp sống, một quy luật riêng, không thể bắt mọi chùa phải sinh hoạt giống nhau được. Nhưng Tâm Tuệ vẫn cứ lý luận. Có cái bắt buộc phải giống nhau chứ, bạch thầy. Thầy ôn tồn dạy:
Con chưa đủ lớn để xét việc của người khác đâu con. Thầy nói vậy, Tâm Tuệ mới chịu làm thinh. Thầy từ từ đứng dậy rời phòng. Đến cửa, thầy quay lại nói với Chư Hữu: nếu trên bước đường xuất gia con gặp phải những buồn đau trở ngại, hãy xem đó như những thử thách ban đầu của con. Chí càng lớn, gian nan càng nhiều, đừng có nản lòng nghe con. À, con có cần kinh sách gì thì nói với Tâm Tuệ rồi thầy sẽ giúp cho. Những lời thân mật đầy thương yêu của thầy khiến chú Hữu không ngăn được giọt lệ. Chú như kẻ lần đầu tiên nhận được tình cảm từ một vị thầy khả kính trong cửa chùa. Và ngay lập tức chú hiểu ngay rằng có những cái cao đẹp thiêng liêng hiện hữu trên cuộc đời, chỉ tại chú chưa được may mắn để đón nhận mà thôi. Chú bỗng quỳ sụp xuống lại thầy mà nước mắt chảy dài trên hai tay. Thầy đỡ chú đứng dậy hỏi: Con khổ lắm phải không? Thầy chỉ hỏi vậy thôi là chú bật khóc nấc ra tiếng, không kìm hãm được nữa. Tâm Tuệ đứng bên cạnh cũng ứa nước mắt quay đi. Tâm Tuệ nói: con biết mà, con biết bạn con cũng bị như chú Tiến trước kia mà. Đó không phải là chùa, ông ấy không phải là thầy. Im! Thầy lớn tiếng cắt lời Tâm Tuệ: con không được nói vậy. Chuyện ai làm người đó gánh chịu, không dòm ngó lỗi người mà hãy tự xét chính mình. Con không nhớ lời dạy của thầy sao? Thầy không muốn con nhắc tới chuyện cũ của chú Tiến nữa, nghe chưa? Tâm Tuệ cúi mặt dạ, nhưng lòng vẫn như còn ấm ức. Thầy quay sang chú Hữu an ủi: thầy đã nói với con khi nãy, con hãy nhẫn nại, xem tất cả như những thử thách ban đầu cho chí nguyện xuất gia của con. Khi nào gặp trở ngại lớn không giải quyết được thì tới đây thầy dạy phương cách tốt đẹp cho con. Rồi thầy đi ra. Hai chú ngồi lại trong phòng im lặng chẳng nói gì. Một chập Hữu hỏi nhỏ: chú Tiến là ai vậy? Chú ấy bây giờ ở đâu rồi? Tâm Tuệ suy nghĩ một lúc nói nhỏ: nè, chú đừng nói cho thầy biết là tôi nói nghe. Chú Tiến bây giờ ở chùa Phổ Hiền. Hồi đó tôi và chú Tiến cùng học ở trường Bồ Đề. Chú ấy kể tôi nghe chuyện ở chùa Nghĩa Trũng. Sau này tôi bày mưu cho chú ấy. Chú Tiến sắp đi học Phật học viện với tôi đó. Chú bày mưu làm sao vậy? Đâu có gì đâu. Tôi nói chú ấy nói với ba má rằng chú ấy không muốn tu nữa. Ba má chú đem chú về nhà, rồi chú xin ba má cho đi tu lại ở chùa Phổ Hiền. Chú Hữu ngồi lặng thinh một hồi. Chú hỏi: sao ổng xin từ chùa Nghĩa Trũng qua chùa Phổ Hiền luôn mà lại đi về nhà rồi xin đi lại, mất công quá vậy? Tâm Tuệ cười: tại vì đi từ chùa Nghĩa Trũng thẳng qua Phổ Hiền thì thầy ở chùa Nghĩa Trũng sẽ trách thầy ở chùa Phổ Hiền sao dụ dỗ đệ tử của mình. À, té ra là vậy. Mà chú Tiến kể cho chú nghe chuyện gì ở chùa Nghĩa Trũng? Tâm Tuệ nhìn bạn ngập ngừng. Chú ấy nói ở chùa đó chú không được học hành gì cả mà chỉ làm việc suốt ngày. Chư Hữu thở dài: tại vì chùa đâu có ai đâu, mình cũng phải làm thôi. Mình ăn ở tại đó thì phải làm việc chứ làm sao nữa. Biết là vậy rồi, nhưng mình đi tu đâu phải là để làm việc suốt đời như vậy. Vậy chú không làm việc gì trong chùa này hết hả? Không phải, làm việc thì chú tiểu như tụi mình ở đâu cũng làm hết. Quét sân, quét chánh điện, lau bàn ghế, thỉnh chuông, tụng kinh. Nhưng ngoài công việc ra phải có tu học nữa. Tôi có tụng kinh niệm Phật và học chữ Hán mỗi ngày. Như vậy chưa đủ. Chú nên biết ha, tôi học hết 4 cuốn luật bằng chữ Hán nè. Rồi cả bộ sơ đẳng Phật học giáo khoa thư nè. Lịch sử Phật giáo nè. Phật học phổ thông cuốn 1 và cuốn 2 nữa. Vậy mà thầy vẫn gửi tôi đi học ở Phật học viện. Thầy đâu có muốn giữ tôi lại đây hầu hạ thầy để rồi tôi thành người dốt đâu. Chú Hữu cúi mặt xuống tủi thân. Tâm Tuệ an ủi: tôi nói vậy chú đừng có buồn, đừng có giận tôi nghe. Tôi nói thiệt á, tôi biết chú Tiến ở đó, rồi bây giờ thêm chú nữa. Tôi muốn giúp chú thôi mà.
Chắc là không có giúp được gì đâu. Tôi với chú Tiến khác nhau lắm á. Bà má chú Tiến thương chú, ngày chú đòi về thì cho về liền à, đòi đi chùa khác á cũng cho đi chùa khác liền à. Còn ba má tôi á không có cho phép tôi làm vậy. Tôi giống như con của thầy ở đó. Ba má tôi đâu có nhận tôi trở về lại nhà đâu. Tâm Tuệ cảm thương cho bạn mình, ngồi ứa nước mắt. Một hồi Tâm Tuệ nảy ra ý kiến mới, liền nói cho bạn nghe. À, hay là chú xin thầy cho chú vô Phật học viện học. Nếu thầy cho đi, chú ở luôn tại Phật học viện, không trở về nghĩa chủng nữa. Nhưng mà như vậy thì tội nghiệp cho thầy quá à. Tôi không có muốn bỏ thầy đi luôn. Nhưng ở đó chú đâu có tương lai, huống chi chú cũng phải đi học chứ. Bộ tội nghiệp thầy rồi ở bên thầy suốt đời hả? Tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi vẫn thương thầy. Thầy, tôi thấy khó bỏ thầy mà đi xa quá à. Với lại á, tôi biết thầy không có cho tôi đi học Phật học viện đâu. Bởi vì tôi mà đi á thì đâu có ai giúp việc trong chùa cho thầy. Đừng có lo chuyện đó mà. Hồi chú chưa đến đó chùa cũng đâu có ai, có làm sao đâu. Mà chú nói vậy có nghĩa rằng thầy muốn vũ chứ ở lại chùa để giúp thầy thôi chứ gì. Như vậy thì thầy đâu có thương gì chú. Chư Hữu ngồi suy nghĩ một lát thì nói. Để tôi về tôi tính lại coi. Thôi bây giờ tôi phải về đi chợ. Không thôi á. Không thôi, cô Lan với bếp La phải không? Mà sao chú biết? Biết chứ sao không biết. Cô ấy nổi tiếng mà, ai lại không biết. Nổi tiếng là bà chủ của chùa Nghĩa Chủng đó. Chư Hữu nhìn bạn, vẻ mặt vừa ngơ ngẩn vừa buồn bã khi nghe vậy. Một lúc ngắn, chú mới giật mình đứng dậy cáo từ. Tâm Tuệ bỏ kinh sách mình tặng bạn vào một túi ni lông đưa cho Hữu, rồi đưa bạn đến cổng Tam Quan. Khi chú Hữu định đi, Tâm Tuệ gọi lại. Nè, nếu học mấy cuốn này thấy không hiểu chỗ nào, chú qua đây tôi nói cho chú nghe. Chỗ nào tôi không nói được thì nhờ thầy tôi giảng, đừng có ngại nghe. Thôi, chú về ha. Khoan đã. Để tôi kể chú nghe câu chuyện ngắn này nha. Mẹ của thầy tôi lâu lâu đến chùa ở lại tuần lễ hay nửa tháng. Những ngày ở lại đây, bà ấy hay sai bảo mấy người Phật tử đến chùa làm việc này việc nọ, có khi còn sai tôi làm nữa. Vậy hả? Ban đầu tôi nghĩ bà ấy là mẹ thầy, mà lại là người lớn tuổi như bà nội bà ngoại của mình, nên bà sai việc tôi làm đó. Nhưng sao tôi thấy bà có vẻ quá trớn, muốn tỏ ra mình là mẹ của thầy, nên tôi phản đối, không chịu làm. Bà ấy lên thưa với thầy tôi, nói rằng tôi bướng bỉnh, không nghe lời bà. Chú biết thầy tôi phản ứng làm sao không? Chú Hữu trả lời ngay. Kêu chú lên la cho một trận, còn không á thì bắt quỳ nhang chứ gì. Tâm Tuệ cười nói. Không phải, thầy tôi nói với bà ấy rằng tôi làm như vậy là đúng. Ủa, sao kỳ vậy? Thầy nói rằng tôi đến đây xuất gia làm đệ tử thầy, chứ không phải để làm đệ tử của bà ấy. Cho dù bà ấy là mẹ của thầy, bà cũng không có quyền sai bảo một chú tiểu ở chùa làm việc này việc nọ. Chỉ có quý thầy mới có quyền sai bảo các chú thôi. Thầy còn nói là ba má tôi xin cho tôi được làm đệ tử thầy vì kính mến ngưỡng mộ thầy, chứ không phải ngưỡng mộ mẹ thầy. Nè, còn nữa nha, không thể lấy cái chuyện trật tự ở ngoài đời mà áp dụng vào chùa. Một chú tiểu tuy nhỏ tuổi nhưng cả tính mạng và tâm hồn đã trao phó cho lý tưởng phụng đạo, cho nên không ai được phép lấy quyền hạn thân thích hoặc dựa vào tuổi tác, dựa vào chức quyền mà sai bảo chú tiểu ấy. Như vậy á thì mẹ thầy cũng không có quyền nạt nộ, sai bảo hay chửi mắng tôi. Thầy nói với mẹ thầy thế nào nữa chú biết không? Sao hả? Tôi chỉ nghe lén thôi nha. Mẹ thầy nghe thầy nói thì giận lắm bỏ về. Nhưng mấy hôm sau bà trở lại chùa, tự tay quét dọn rồi làm những việc lặt vặt trong chùa. Bà ấy không đứng chỉ tay sai hết người này tới người khác nữa. Thầy nói với bà ấy cái gì nữa mà bà giận rồi sau đó thay đổi vậy? Thầy nói mẹ không phải là người xuất gia, mẹ sai bảo các chú tiểu ở chùa thì mẹ sẽ bị tổn phước lắm đó. Vì các chú tiểu đến chùa là để học làm Phật ngay trong kiếp này. Cho dù không thành Phật
thì các chú cũng sẽ trở thành những vị tăng sĩ đi theo con đường của Phật. Các chú bỏ nhà đi tu không phải để đến chùa làm tôi tớ cho mọi người sai bảo. Chú Hữu nghe đến đó thì trong lòng bị kích động, sực nhớ lại vị trí của mình ở chùa. Dù trước đây chú vào chùa chỉ vì hoàn cảnh gia đình cũng như chính thân phận èo uột khó nuôi của chú, nhưng sau một thời gian ở chùa thì nếp sống đạo, những thời kinh, tiếng chuông chùa, bài học giáo lý cũng ít nhiều thấm vào tâm hồn xanh tươi hồn nhiên của chú. Trong thâm tâm, chú biết rằng có cái gì không ổn trong đời sống hàng ngày của chú ở chùa hiện nay, nhưng chú không tìm thấy được hoặc không có khả năng để nhìn thấy. Bây giờ những lời của tâm tuệ làm chú hiểu được loáng thoáng con đường cao đẹp của mình. Một chú tiểu bỏ nhà xuất gia để học làm Phật. Chú như một kẻ bị bỏ quên lâu ngày, tưởng mình tầm thường nhỏ mọn, nay được người khác nhắc nhở ca ngợi con đường thiêng liêng mình đang dấn bước thì thấy bàng hoàng, chấn động, đến nỗi tim chú đập mạnh lên từng hồi. Tâm tuệ nói tiếp. Thầy còn nói tiếp rằng chú tiểu là người cất bước đi tìm một phương trời cao rộng mà không một người lớn nào ở thế tục có thể làm nổi. Con đường của tụi mình là như vậy đó, không thể tự khinh thường mình rồi bỏ quên chí nguyện xuất gia cao cả. Hay quá ha. Chú Hữu nghe bạn nói xong thì sa lệ. Chú cảm ơn tâm tuệ. Hai chú chắp tay chào nhau rồi chia tay. Khi chú bước vào cổng chùa đã trông thấy cô Diệu Lan ngồi chờ ở cửa bếp. Mặt cô ấy hầm hầm. Chú đặt mấy trái xoài xanh và tiền lẻ thối lại trên bàn không nói lời nào. Cô Diệu Lan đầy nghiến. Cảm ơn chú nghe. Đi nhanh quá làm tao hết muốn ăn rồi. Chú lặng thinh không đáp, quay đi về phòng riêng của mình. Ngay lúc đó thầy từ trên chánh điện xăm xăm bước xuống, chặn chú giữa đường hỏi. Chú đi đâu giờ này mới về? Ra chợ mua trái xoài mà mất mấy tiếng đồng hồ hả? Chú cúi mặt chẳng dám nói thật. Con ghét tiệm sách, con coi mấy cuốn sách. Tôi có biểu chú ghé coi sách không? Dạ không có. Không sao chú làm? Dạ. Bây giờ to gan lắm rồi, muốn làm gì làm nấy mà, thấy không? Dạ bạch thầy, từ nay về sau con không dám vậy nữa. Thầy im lặng ngó cô Diệu Lan. Cô Diệu Lan nguýt thầy một cái, ngó chỗ khác, nói. Nói vậy, ăn thua gì? Thầy liền hét lên. Chú lập tức lên chùa quỳ một cây nhang rồi sau đó tụng một thời kinh sám hối, nghe chưa? Dạ. Chú dạ nhỏ một tiếng rồi về phòng. Tiếng cô Diệu Lan còn văng vẳng sau lưng chú. Quỳ nhang mà thấm tháp gì với nó, quánh cho nó một trận mới hả giận chứ. Dạy trò mà dạy như thầy, làm sao mà nó nên thân nổi. Thầy nói. Thôi mà, phát giấy được rồi. Tôi thấy là chưa có được. Lần sau á, thầy để tôi dạy nó. Dạy kiểu thầy chẳng có kết quả gì đâu. Tới tay tôi hả, thì nó phải biết. Chú Hữu không dám thưa thầy về dự tính nhập học Phật học viện. Chú chỉ lén lấy kinh sách của tâm tuệ cho mà tự học một mình trong phòng riêng. Phật học viện đã sắp đến ngày khai giảng rồi mà chú cũng chưa thuộc hết 4 cuốn luật. Trình độ thấp kém của chú không sao có thể tự học nổi. Đêm nằm trằn trọc, chú quyết định ngày mai sẽ lại thầy mà xin đi học xa. Nghĩ đến đời sống tu học vui vẻ với chúng bạn cùng trang lứa nơi Phật học viện, chú thấy sung sướng và nghe nôn nã rạo rực trong lòng. Buổi sáng thầy đang ngồi viết sớ, viết bùa cho một đám ma nào đó. Chú rón rén đến gần thầy 2-3 bận rồi quay đi, chưa đủ can đảm để thưa thiệt với thầy ước muốn của mình. Đang ngập ngừng, do dự, nghĩ lời để thưa thầy, chú bỗng nghe tiếng cô Diệu Lan dưới bếp la ơi ới. Chú chưa kịp phản ứng sao thì thấy thầy đã đứng phắt dậy, chạy nhanh xuống phòng cô ấy. Vừa chạy thầy vừa nói với chú. Nhanh, nhanh lên, chạy đi kêu xích lô cho thầy, nhanh lên. Chú lật đật chạy dù ra ngoài, chẳng biết ất giáp gì. Có lẽ cô ấy bị trúng gió. Thầy sao biết hay quá, nếu không có thầy chắc chú chẳng biết phải làm gì. Bác xích lô chở chú chạy nhanh về chùa. Bác vừa dừng xe ở sân chùa đã thấy thầy dìu cô Diệu Lan bước ra. Chú thấy mặt cô ấy xanh mét, cô ôm bụng la rên thật thảm. Bác xích lô giữ cho xe khỏi chổng gọng trong khi thầy đỡ cô Diệu Lan lên xe. Thầy bảo bác chở xuống nhà thương hộ sinh.
Chú biết nhà thương chứ không hiểu hộ sinh là gì. Thầy bảo chú coi chùa, rồi thầy phóng xe gắn máy chạy theo xích lô. Chú mất cơ hội để xin thầy đi học. Còn có vài tuần nữa là Phật học viện khai giảng. Chú nôn nóng chịu không nổi, bèn đóng cửa chùa, chạy qua chùa Từ Quang để kiếm chú Tâm Tuệ. Tâm Tuệ thấy chú thì mừng rỡ, đưa vào phòng hàn huyên. Tâm Tuệ cho biết chú ấy đang thu xếp để vào Hội An dự thi và nhập học Phật học viện. Tâm Tuệ hỏi về chuyện xin đi học của chú Hữu, chú buồn buồn đáp: "Tôi định thưa thầy á, thì cô Dự Lan bỗng dưng đau bụng, cái thầy đưa cô ấy tới nhà thương hộ sinh rồi, chắc là cô đau nặng lắm á, tôi thấy thầy lo lắng dữ lắm." "Nhà thương hộ sinh? Ừ, vậy là cô ấy đi sanh đó." "Hả? Sanh con? Sanh em bé hả? Chứ còn gì nữa, thiệt là quá chứ à, nhục ơi là nhục." "Sao mà nhục? Chú không biết thật hả? Thì cô ấy với thầy ấy có con với nhau đó." "Đâu có thể làm như vậy được. Trời ơi, xấu hổ quá đi. Chú phải rời ngay cái chùa đó ngay lập tức nha. Đó không phải là chùa đâu. Tôi nói rồi mà chú không có tin. Bây giờ chú thấy chưa? À, chú Tiến kìa. Chú Tiến đến chơi, nhờ chú ấy giúp chú được lắm á." Từ ngoài sân, một chú tiểu to cao, đâu khoảng 17-18 tuổi bước nhanh vào. Tâm Tuệ bước ra đón. Chú Hữu rụt rè bước theo. Ba chú chào nhau. Tâm Tuệ giới thiệu hai người, rồi cùng kéo nhau vào phòng. Tâm Tuệ kể hoàn cảnh của chú Hữu cho chú Tiến nghe. Tiến cười ồ ồ, giọng chú như giọng dịch đực. Chú giải thích một cách mạch lạc cho Hữu nghe: "Đó không phải là chùa, ông ấy cũng không phải là ông thầy. Đúng ra chỉ là một cái nhà thờ Phật của một ông thầy cúng, một ông thầy Pháp. Họ ăn mặn phải không? Chú ở đó thì biết quá rồi mà, đâu có ăn chay ngày nào đâu. Những ông thầy đó còn lấy vợ có con, lợi dụng ngõ đạo để làm ăn, mưu sinh bằng nghề cúng đám chứ chẳng có lý tưởng xuất gia xuất trần gì hết. Ai thiệt xui xẻo mới lọt vào đó để chôn cả cuộc đời tu. Tôi đã lầm lẫn rồi, nay tới chú. Chú biết rồi thì tốt hơn rời nơi đó sớm chừng nào tốt chừng đó." Chú Hữu nghe xong rúng động tim gan, người chú sụi xuống, xanh mét, thất vọng não nề. Ngay lập tức chú hiểu hết. Chú ôn lại cách thầy đối xử với mình, cách thầy và cô Diệu Lan giao tiếp với nhau, cách sinh hoạt của chùa với sự thờ ơ khinh bỉ của những người Phật tử bên ngoài. Chùa chú ở không bao giờ có Phật tử tụ tập đông như các chùa khác. Quanh năm suốt tháng chỉ có thầy, cô Diệu Lan và chú. Thỉnh thoảng mới có một gia đình lầm đường lạc lối đến xin làm lễ đám ma. Đi đám ma cho người ta, thầy ra giá cả y như những người buôn bán ngoài chợ. Bây giờ thì chú hiểu hết. Chú buồn tủi cho mình, ngồi cúi mặt nhìn xuống đất. Chú Tiến an ủi: "Chỉ còn một con đường thôi là phải lập tức rời ngôi chùa đó. Chú đi tu không phải để làm đầy tớ cho những người không có chút tâm đạo như vậy. Họ chỉ lợi dụng đạo mà thôi." Chú Hữu không nói. Chú biết hoàn cảnh của chú khác với hoàn cảnh của chú Tiến. Chú như là đứa con của thầy chứ không phải là một đứa trẻ đến chùa xin xuất gia với ý thích, chí nguyện hay một mục tiêu dịch sẵn. Cha mẹ chú sẽ không đón chú về, cho dù họ có biết thầy chú thực ra chẳng phải là ông thầy tu. Cha mẹ chú đâu có mong đợi là cho chú đi tu với một vị thầy chân chánh gì đâu. Họ chỉ gửi chú vào đó để khỏi phải nuôi một đứa con khó nuôi mà thôi. Như vậy chú trở thành con của thầy rồi. Chuyện lý tưởng xuất gia là chuyện khác. Chú nói với chú Tiến và Tâm Tuệ hoàn cảnh của mình. Tâm Tuệ nói: "Tôi biết rồi, trước đây chú đã kể cho tôi nghe, nhưng chú phải tìm lối thoát cho chú chứ. Dù thế nào thì ông ấy cũng đâu phải là cha ruột của chú đâu." "Nhưng mà thầy nuôi tôi từ mấy năm nay rồi?" "Từ lúc chú 11 tuổi đến nay chỉ mới có 2 năm. Nhưng 2 năm đó chú làm việc cực nhọc để đổi lấy mấy bữa cơm không tình cảm. Hơn nữa cơm chùa là của bá tánh chứ đâu phải của ông thầy. Nói thầy nuôi là nói cho gọn cho dễ hiểu. Chứ thật ra một người xuất gia ở chùa chỉ mang ơn cơm gạo của bá tánh mà thôi. Ông thầy không có công nuôi nấng cơm ăn áo mặc gì hết. Nhất là một ông thầy đám thầy cúng. Ông ta chỉ đào tạo chú thành một người phụ tá để đi cúng kiếm tiền, để sai làm việc trong chùa thôi. Mỗi ngày đi cúng đám với ông ấy là chú đã tự kiếm miếng cơm cho chú, chứ có phải ông ấy nuôi chú đâu. Ông không có nuôi chú ngày nào hết. Nghĩ lại đi."
Chú Tiến nói một hơi với giọng đàn anh như vậy. Chú Hữu còn đang phân vân thì chú Tiến lại tiếp. Ở đó chú không được dạy dỗ gì hết, chú nhớ lại xem. Suốt năm suốt tháng chú không được dạy dỗ điều gì hay ho hết. Chỉ có sai vặt đấm bóp đi chợ, giúp cô Diệu Lan xách nước cho cổ tắm. Toàn là ba cái chuyện bá lát bất công à, tôi nói có đúng không? Tôi có ở Nghĩa Trũng một thời gian đó chú à, chú tin tôi đi. Suốt đời ở đó chú vẫn cứ là một người để sai vặt mà thôi. Tâm Tuệ chen vào. Chú Tiến biết không, cô Diệu Lan á vừa mới đi nhà thương hộ sinh đó, có thầy lái xe gắn máy theo hộ tống. Chú Tiến thả sụi hai vai xuống, ra dáng muốn xỉu. Ôi trời ơi, chú Tiểu đây có rồi mà thầy còn kiếm thêm chú Tiểu khác chi vậy nữa thầy? Nói ngang đây, Tiến bỗng ngay người lại, nói giọng nửa giỡn nửa thiệt. À, vậy là chú Tiểu sắp ra đời sẽ là trụ trì tương lai, vì nó là con ruột của thầy ấy. Còn chú chỉ là con nuôi thôi, trước sau gì rồi chú cũng phải cuốn gói ra khỏi chùa. Có một đứa con ruột ra đời, chú càng bị đối xử tệ hơn đó. Chú tính chuyện sớm đi. Chú Hữu càng nghe càng bối rối chẳng biết tính sao. Tâm Tuệ thấy tội nghiệp nói. Tôi định bụng là nếu tôi với chú Tiến xin vào Phật học viện được, hai đứa chúng tôi sẽ lên xin thầy giám viện cho chú vào đó ở tu rồi học dự thính một thời gian. Sau đó nếu chú học kịp thì xin học chính thức luôn. Nhưng phải có thầy bổn sư giới thiệu mà, hôm trước chú nói vậy đó. Chú Tiến trả lời thay Tâm Tuệ. Đó là theo nguyên tắc, chứ hoàn cảnh của chú thầy nào nghe cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Chẳng hạn như thầy của Tâm Tuệ hay thầy tôi ở chùa Phổ Hiền cũng có thể giúp chú được. Chú Hữu sáng mắt mừng rỡ. Vậy hả? Nhưng rồi mặt chú lại chùng xuống. Chú nhớ đến chùa mình, nơi đó chú không hiểu có cái gì đó khắng khích với mình lắm. Đến nỗi khi nghĩ đến chuyện bỏ đi, dù sung sướng cách mấy, chú cũng nghe đau nhói ở bên trái ngực mình. Chú không phân định được cái gì đã níu kéo ràng buộc tâm hồn mình. Lòng chú bỗng buồn vô hạn. Chú nói với hai chú kia với giọng không mấy tin tưởng rằng mình sẽ quyết định tìm một cuộc sống mới. Có hai chú hay quý thầy giúp thì tôi mừng lắm á. Nhưng mà tôi không biết tôi có đi được không nữa. Thôi, hay là mấy chú cứ vô Phật học viện đi. Khi nào mà nghỉ học về đây á thì mấy chú ghé cho tôi biết rồi tôi mới tính được. Chú Tiến nói. Cái đó tùy chú thôi, hai đứa tôi sẽ cố gắng giúp chú thoát khỏi đó rồi vào Phật học viện. Chú chưa tính được bây giờ thì từ từ chậm rãi mà tính. Nhưng chân thành mà nói nghe, tôi khuyên chú bằng cách nào cũng phải tính chuyện rời khỏi cái chỗ hắc ám đó nếu chú thật sự muốn trở thành một người xuất gia chân chính. Còn như chú muốn trở thành thầy đám thầy cúng thì tôi không bàn tới nữa đâu. Ba chú từ biệt nhau ở cổng Tam Quan. Tâm Tuệ còn gắng níu chú Hữu lại, căn dặn kỹ càng với giọng cảm động. Thầy tôi có dặn chú hôm trước là khi nào chú có chuyện khó xử thì đến thầy, thầy sẽ giúp chú. Chú nhớ nghe, đừng để ai ăn hiếp hành hạ chú á. Chú Tiến cũng nói. Có hàng trăm chùa sẵn sàng giang tay đón nhận những chú tiểu xuất gia như chú. Hoàn cảnh của chú, không có chùa nào từ chối chú đâu. Chú nhớ nghe. Chú Hữu nghe lời dặn dò của hai bạn mà chảy nước mắt. Chú không ngờ chú có thể có được những người bạn tốt như hai người bạn này. Các chú chắp tay vái chào nhau. Chú Hữu vội vã trở về chùa. Vừa bước vào cổng, chú thấy thầy tay cầm roi đứng chực sẵn. Thầy giục cho chú mấy roi vào lưng, vào vai. Đau quá chú chạy ra sân. Thầy rượt theo hét. Đứng lại! Đứng lại không! Tôi đuổi luôn ra ngoài đường đó! Chú không dám chạy nữa, đứng lại chịu đòn. Thầy chẳng nói chẳng rằng, quất chú túi bụi bằng chiếc roi may mà khi nào nóng giận lắm thầy mới cầm đến để phạt chú. Chú té xuống đất, thầy cũng chẳng tha, quất bừa lên người chú. Chú lăn qua lăn lại để tránh đòn, nhưng vẫn không thoát được những lần roi đau xé thịt da. Thầy ngưng tay rồi, chú mới lồm cồm ngồi dậy khóc thút thít. Thầy gằn giọng. Tôi bảo chú giữ chùa mà chú bỏ đi đâu? Lỡ ăn trộm vô hốt hết đồ thì sao? Dạ, con đã có khóa cửa rồi mà. Khóa cửa mà ăn nhầm gì? Tôi hỏi chú đi đâu? Dạ, con
con ra tiệm sách. Ra tiệm sách làm cái gì? Tôi có biểu chú đi không? Kinh sách ở chùa chú học có hết đâu, chữ Hán học đã hết đâu. Bộ tôi dạy chú không đủ sao mà còn đi kiếm thêm sách về học? Làm như là hiếu học lắm vậy. Đi vô rửa mặt. Dạ. Chú còn tái phạm tôi đuổi chú về với ba má chú lập tức đó. Dạ dạ. Con không dám nữa. Dạ. Chú đứng dậy vái chào thầy rồi vào trong. Thầy thì vào phòng cô Diệu Lan lay hoay soạn đồ đạc gì đó. Chú vào phòng kiếm dầu xức lên các vết xước và bầm trên người, thấy đau rát cả người. Một lúc thầy ôm một gói đồ lớn ra cột phía sau xe gắn máy. Hữu! Chú dạ rồi chạy ra sân. Thầy gọi con. Coi chùa nghe chưa? Dạ. Thầy đi xuống nhà thương, tối mới về. Nếu dạ. Sau 10 giờ không thấy thầy về, chú cứ đóng cửa nẻo kỹ lưỡng rồi đi ngủ, nghe chưa? Dạ. Chú đáp mà trong lòng thấy vui vui. Chú chẳng hiểu sao bây giờ chú lại thấy vui vui khi thầy đi vắng. Chú phụ giúp thầy ràng bao đồ sau xe. Thầy đang hầm hầm bỗng đổi vui, vừa cười vừa nói. Cô Lan sanh đứa con trai. Vậy hả thầy? Ừ. Chú Hữu hỏi lại cho có lệ. Thầy có vẻ vui lắm, nếu không thì thầy còn đánh phạt chú nặng nề hơn nữa. Chú nghĩ vậy, đứa bé trai mới chào đời chẳng dính dáng gì đến chú để có thể cho chú niềm vui. Nhưng cũng nhờ nó mà thầy nhẹ tay với chú hôm nay mà thôi. Khi thầy đi rồi, chú lẩn thẩn bước ra sân, đến ngồi dưới gốc cây đa. Những rễ má chằng chịt của cây đa rủ xuống quanh chỗ chú ngồi. Chú thấy ấm lòng khi ngồi dưới gốc đa, người bạn thân thuộc của chú. Chú nói với cây đa. Đa ơi, sao mà tôi khổ quá vậy đó? Thầy đánh tôi nè, đã thấy không vậy? Ở đây nè, đánh cái chỗ này sớt hết miếng da luôn á, chảy máu tùm lum mà, đã thấy không? Còn chỗ này nữa nè, chưa chi mà bầm tím hết trơn à. Từng lần đây nữa nè, đau lắm đứa đau ơi. Không ai cản thầy hết trơn à, đã thấy không? Hồi mà tôi ở nhà, hồi mà tôi ở nhà, ba má tôi đâu có đánh tôi vậy. Ba má tôi thấy tôi ốm yếu, không có bao giờ đánh tôi hết đó. Ba má tôi cứ tưởng đâu á là thầy tôi hiền lắm, không có đánh tôi đâu. Vậy mà thầy đánh tôi hoài. Ba má tôi đâu có biết đâu. Mà tôi cũng có dám nói ba má tôi nghe nữa. Tôi đâu muốn ba má tôi buồn. Đã thấy tôi có hư không? Tôi đâu có hư phải không? Tôi chỉ có đi qua chùa của bạn tôi một chút thôi mà. Tại bạn của tôi á sắp sửa đi học xa rồi, tôi phải qua đó để từ giã bạn tôi chứ. Bạn tôi tới hai người lận, người nào cũng được đi học hết á. Đó ơi, bạn tôi sướng lắm, được thầy thương, không có bị ai mắng chửi, đánh đập, ăn hiếp hết á. Còn tôi, sao mà tôi khổ quá vậy? Đa ơi! Cây đa như lắc lư xào xạc cả lá cành để an ủi chú. Chú ngồi đó mà khóc cho đến khi trời tối mới từ giã cây đa mà vào trong. Ngồi nơi bàn học trong phòng riêng của mình, nhìn sách vở bút tập, nhìn mấy cuốn luật mà Tâm Tuệ tặng, chú bỗng thấy nỗi háo hức đi học xa ùng ùng nổi dậy. Chú khát khao được vào Phật học viện biết bao. Chú tự nhủ, mà không lẽ mình cứ ở suốt đời tại đây để tối ngày đi cúng đám rồi làm những công việc lặt vặt như vậy hoài sao? Chú đứng dậy đi vòng vòng trong phòng rồi lại ngồi xuống trước bàn học. Tại sao mình không nhân cơ hội thầy đi vắng, mình bỏ chùa trốn theo chú Tiến với Tâm Tuệ luôn đi? Hai chú ấy nói á là quý thầy ở chùa nào cũng vui lòng nhận mình đến ở trơn à. Quý thầy khác á đâu có giống như thầy ở đây, như thầy của Tâm Tuệ đó. Thầy ấy sao mà hiền, mà thương Tâm Tuệ quá chừng luôn, rồi thương cả mình nữa.
Ở chùa khác á, cũng đâu có ai giống như cô Diệu Lan. Đụng đâu là sai đó, chửi đó, có khi còn cãi lộn với thầy nữa. Thầy còn nể sợ cô ấy thì làm sao mà cô ấy không ăn hiếp mình chứ. Nghĩ vậy, chú Dục đứng dậy ra cổng chùa nhìn xem thầy đã về chưa. Rồi chú trở lại phòng, đứng tần ngần phân vân một lúc. Cuối cùng chú vội vàng thu xếp hai bộ áo quần cùng một ít kinh sách của mình vào trong một cái bao ni lông lớn. Xong chú khép cửa phòng lại, đi quanh khóa chặt các cửa để ăn trộm khỏi vào lấy đồ của chùa. Rồi chú ôm gói đồ Dục chạy ra ngoài. Nhưng đến ngang cổng Tam Quan, chú bỗng khựng lại. Chú thấy sao mà khó lòng bỏ đi một cách âm thầm lén lút như vậy. Có cái gì đó níu kéo chú mà chú không hiểu nổi. Mấy năm nay sống bên một vị thầy nhu nhược sợ đàn bà, ít suy nghĩ, ít tình cảm, và một người đàn bà đanh đá hiểm ác, lúc nào cũng sẵn sàng hoác rộng miệng ra để chửi rủa tru tréo. Chú thấy không lưu luyến gì với họ cả khi quyết định rời họ mà đi ngay lúc này. Nhưng sao trong lòng chú vẫn nghe một cái gì đó buồn buồn, dương dấn. Dường như nơi cảnh chùa nhỏ hẹp buồn tẻ này vẫn có cái gì êm đềm khắng khích với tâm hồn chú, vuốt ve những đau buồn tủi nhục của chú hằng ngày. Chú thấy quặn đau trong lòng khi đứng nơi cổng Tam Quan với ý nghĩ nhìn lại ngôi chùa lần cuối trước lúc từ biệt. Dùng dằng một lúc, chú thở dài rồi lững thững quay trở vào trong, không đi nữa. Chú ném gói hành lý của mình trên giường. Chú bước lên chánh điện, đi quanh các bàn thờ, nhìn thật kỹ những tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng hộ pháp và các khuôn hình quen thuộc trên bàn thờ vong linh. Chú nhớ những thời tụng kinh của mình từ khi mới vào chùa đến nay. Chắc là cả ngàn lần chú tụng kinh nơi chánh điện này rồi. Những lần đó có khi có thầy, có khi chỉ mình chú. Chú thích tụng kinh lắm. Nhưng hình như chuyện tụng kinh không phải là điều làm chú lưu luyến. Chú có thể tụng kinh ở một ngôi chùa khác với thầy khác hoặc các chú tiểu khác. Chú đứng mãi nơi chánh điện mà chẳng hiểu chú luyến tiếc gì nơi đây, và chú cũng thật tình chẳng biết phải làm gì ngay lúc này nữa. Chỉ thấy một nỗi buồn tràn ngập trái tim nhỏ bé của mình. Bỗng chú nghe thấy tiếng xe gắn máy của thầy chạy vào sân chùa. Chú lật đật rời chánh điện trở về phòng mình, cất giấu gói hành lý. Chú ra đón thầy ở cửa hông của chùa. Vừa khóa xe, thầy vừa nói: "Trời, thằng nhỏ dễ thương hết sức vậy." Chú chẳng nói gì. Chú nhớ đến Tâm Tuệ và chú Tiến. Các chú ấy cho rằng thầy và cô Diệu Lan đã có con với nhau, có nghĩa rằng thằng bé mới chào đời là con thầy. Hèn chi thầy vui quá. Y hệt ba chú mừng thằng cu đen em út của chú lúc nó mới được mẹ chú sanh ra vậy. Ngày nào thầy cũng lái xe gắn máy mang cơm mang nước gì đó cho cô Diệu Lan. Đầu khoảng tuần lễ thì thầy đưa cô ấy cùng thằng bé sơ sinh về chùa. Thằng bé được thầy hay cô Diệu Lan đặt tên là Mừng. Chắc thầy mừng quá không nghĩ ra được cái tên nào khác, bèn đặt đại theo xúc cảm của thầy thôi. Cô Diệu Lan hay sai chú quạt lò than đặt dưới giường cho cô. Khi thằng Mừng khóc, cô bảo chú đu đưa cái nôi cho nó nín, rồi cô tập cho chú thay tả cho nó nữa. Chú ghét nhất là công việc thay tả này, một tay bịt mũi một tay thay. Chú bị cô Diệu Lan chửi cho một hồi: "Làm gì dữ vậy? Em nó có ăn uống gì đâu mà cứt em thối. Bịt mũi? Bịt mũi hả? Có ngày bị quả báo sứt mũi cho mà coi." Những ngày cô nằm dưỡng, chú thật là cực nhọc. Hầu như suốt ngày chú thường trực dưới phòng cô để giật cô sai bảo, và cũng để ẵm ru thằng Mừng cho cô ngủ ngon giấc. Thầy bảo vậy, vừa lo việc chùa, chú còn phải lo cho cả hai mẹ con cô Diệu Lan nữa, thật là cực nhọc. Chú nhớ hồi thằng cu đen em chú chào đời, ba má chú đâu có bảo chú làm gì. Chú thấy chán nản lắm, nhưng chú cứ bặm môi, cúi mặt mà làm tất cả những gì thầy và cô sai bảo. Có lúc đang ngồi đưa nôi cho thằng Mừng, chú bỗng nảy sinh ý nghĩ bỏ chùa mà đi. Nhưng chú nghĩ, có lẽ giờ này Tâm Tuệ và chú Tiến đã đi vào Hội An để dự cuộc thi tuyển vào Phật học viện rồi.
Chú có trốn đi thì cũng chẳng ai hướng dẫn và giúp đỡ. Thôi thì đành cắn răng mà chịu. Huống chi chú vẫn còn quyến luyến gì đó nơi chùa này, đến nỗi mỗi khi nghĩ đến chuyện đi thì tự dưng thấy đau đau ở trái tim. Chiều đó cô Diệu Lan lại sai chú đi mua đồ, mua sữa bò cho thằng Mừng. Chú nghĩ bụng, phải nhân cơ hội này ghé chùa Từ Quang thăm Tâm Tuệ, hy vọng chú ấy và chú Tiến chưa đi Hội An. Quả nhiên Tâm Tuệ chưa đi, chú Hữu mừng lắm, bước vào phòng bạn là hỏi dồn. Tôi tưởng đâu chú đi luôn rồi chứ, chừng nào mới đi? Chú Tiến có qua đây đi chung với chú không vậy? Mấy chú đi chừng nào thì về thăm? Tâm Tuệ nói mà giọng có vẻ ái ngại, sợ bạn buồn tủi. Sáng mai hai đứa tôi đi rồi, tối nay chú Tiến qua đây ở lại một đêm. Đến phần học viện, tụi tôi phải chờ khoảng một tuần lễ rồi mới thi khảo hạch. Nếu đậu thì ở luôn đó mà học, rớt thì về lại đây ngay. Nhưng chắc là không có rớt đâu phải không chú? Chú Hữu hỏi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi và chú Tiến học kỹ lắm. Điều kiện là tốt nghiệp sơ đẳng Phật học, nhưng tôi và chú Tiến đều đã học chương trình tương đương với trung đẳng 1, thì làm sao mà rớt được? Chú Tiến nói là sẽ cố gắng xin cho chú vào Phật học viện. Nếu không dự học được thì cũng xin ở đó mà tu, cũng tốt trước hơn á là. Tâm Tuệ chưa nói hết câu thì Hữu đã sa nước mắt, cúi mặt nghẹn ngào. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chú bị họ ăn hiếp phải không? Nói tôi nghe đi. Hả? Tâm Tuệ nóng ruột hỏi. Chú Hữu không trả lời được, cổ họng chú nghẹn cứng. Sự quan tâm của bạn làm chú cảm động và càng khóc nhiều hơn. Nước mắt chú chảy từng hàng xuống hai gò má ốm xanh. Tâm Tuệ lúng túng chẳng biết an ủi bạn thế nào, chỉ cầm tay bạn mà bóp nhẹ. Vừa lúc đó chú Tiến bước vào, mang theo hai cái vali lớn. Thấy Hữu khóc, chú Tiến nói ngay. Có chuyện rồi phải không? Cái mụ đó đánh đập chú hả? Tôi nói chú bỏ đi, đừng có nấn ná chi ở cái chỗ u tối đó. Họ làm gì chú vậy? Nói tôi nghe coi. Chú Hữu không nói gì được. Phải một lúc lâu chú nói tóm được một câu. Suốt ngày á, tôi phải giữ em, rồi thay tả chăm sóc cho cô Diệu Lan và cái thằng con của cổ nữa. Chú Tiến nghiến răng nói. Không được, dứt khoát là không được rồi. Họ làm vậy là hết mất rồi, không có ai mà chấp nhận được. Để tôi qua đó nói chuyện với họ, phải chấm dứt lập tức tình trạng bỉ ổi đó. Chú Hữu níu Tiến lại. Chú ơi, đừng chú, đừng có làm vậy, thầy đuổi tôi đó. Đuổi, đuổi thì đi chứ sợ gì. Thiếu gì chùa thương chú. Chú là chú tiểu rồi thì tất cả các chùa đều là nhà của chú. Chú có biết không, chú là con của giáo hội, không phải là con riêng gì của ông thầy ấy hết. Thôi đi, ba đứa mình đến đó nói chuyện thẳng với họ luôn. Chú Hữu dùng dằn nếu bạn không muốn đi. Tâm Tuệ cũng giữ chú Tiến lại nói. Khoan đã Tiến à, đừng có nóng nảy như vậy. Thầy ấy là người lớn, thầy đâu thèm nói chuyện với tụi mình. Nếu cần á thì nhờ thầy tôi qua nói chuyện. Hoặc là chú Hữu cứ đi luôn, khỏi cần quay về nữa thì êm chuyện rồi. Chú ở đây, ngày mai theo chúng tôi đi đến Phật học viện. Tụi tôi á thì xin dự thi để nhập học, còn chú á thì xin nhập chúng ở tu. Khi nào chú có thể học theo kịp thì xin học. Thời gian đầu chỉ xin ở tu thôi. Chắc chắn ba đứa lên lại thầy giám viện, nói rõ hoàn cảnh của chú thì thầy sẽ nhận chú làm đệ tử ngay. Các chú thấy làm sao? Tiến đáp ngay. Hay lắm, ý kiến rất là hay. Chú Hổ bây giờ cứ ở lại đây đi, sáng mai tụi mình cùng đi, chắc chắn thành công mà. Đừng có thèm trở về cái địa ngục đó nữa. Hữu nghe ý kiến các bạn, trong lòng vô cùng phấn khởi. Nhưng nhớ lại là mình chưa chuẩn bị gì hết, chú nói. Cảm ơn mấy chú bày cách hay, tôi vui lắm. Nhưng đừng có nhân nhị gì hết, không có tiếc cái chỗ đó nữa. Không phải, tôi đang cầm tiền để mua sữa cho thằng Mừng, con cô Diệu Lan á. Cứ mua sữa đi, rồi để tôi nhờ một bác xích lô mang về chùa Nghĩa Trũng giùm là được rồi.
có bác Bảy Xích Lô ở kế bên chùa này nè. Tâm Tuệ nói: Nhưng mà tôi còn đồ đạc để ở chùa, làm sao mà lấy được? Đồ của bọn tiểu mình có gì đâu mà tiếc, cũng là 2-3 bộ đồ giả khách với 2-3 cuốn kinh thôi chứ nhậm nhò gì đâu. Bỏ hết đi, tụi tôi góp tiền may đồ khác cho chú. Bây giờ chú mặc tạm đồ của Tâm Tuệ cũng vừa mà. Tiến góp ý: Trời ơi, chú Tiến nói đúng đó. Bỏ hết đồ đó đi, sắm lại đồ khác. Tụi tôi có may thêm đồ trước khi đi Hội An, để tôi chia bớt cho chú 2 bộ mặc tạm. Sau này tụi mình may thêm. Tôi và Tiến đều có tiền của gia đình, lại thêm tiền của thầy cho nữa. May đồ nè, mua vé xe đò nè, vậy là đủ rồi. Kinh sách học thì chùa nào lại chẳng có. Khỏi lo chú ơi, đồng ý đi. Tụi tôi không muốn chú tiếp tục bị đày đọa nữa. Chú phải dứt khoát thì mới có tương lai được. Hữu suy nghĩ một lúc, lau nước mắt rồi sung sướng gật đầu. Tâm Tuệ đưa tiền nhờ bác Bảy Xích Lô mua sữa rồi đem đến trao tận tay cho cô Diệu Lan. Bác Bảy là Phật tử thân cận của chùa Từ Quang. Theo lời dặn của chú Tâm Tuệ, chỉ nói vắn tắt là có một chú tiểu nhờ đem sữa đến và chú ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô Diệu Lan tròn xoe đôi mắt, lật đật lên báo tin cho thầy biết. Thầy hầm hầm la hét ôm sờm: Để rồi coi, 1-2 ngày đói meo ngủ bờ ngủ bụi rồi nó cũng lết về đây cho mà xem. Đừng cái quân mất dạy, phản chủ, tức mình. Tâm Tuệ không muốn phiền đến thầy mình nên đem giấu chú Hữu trong phòng. Buổi tối Tâm Tuệ đem cơm vào phòng cho chú Hữu ăn. Tâm Tuệ nói: Chút nữa tôi và chú Tiến lên lại từ giả thầy để khuya nay đi. Khi tụi tôi đi chào thầy á, chú cứ ở lại trong phòng này. Tối nay chú ngủ tạm một đêm ở đây. Khuya này khi thầy đang tụng kinh thì tụi mình rời chùa ra bến xe. Vậy thì thầy sẽ không biết gì hết. Tôi không muốn thầy biết chuyện. Thực ra thầy tôi biết á, thì thầy cũng thương mà giúp chú thôi. Nhưng sợ thấy thầy khó xử với thầy chú.